Trước tiên là thay mặt cho ban tổ chức là cảm ơn mọi người đã dành thời gian buổi chiều chủ nhật này để chúng ta ngồi đây để thảo luận về một cái chủ đề mà chắc là các bạn rất là quan tâm. Tôi giới thiệu, tôi là Lê Quang Bình ạ, hiện đang là điều phối viên của mạng lưới Vì Một Hà Nội Đáng Sống. Thế thì Vì Một Hà Nội Đáng Sống là một cái mạng lưới của các cá nhân và tổ chức đang làm việc, sinh sống ở Hà Nội và đều yêu Hà Nội và muốn làm một cái gì đấy cho Hà Nội, để Hà Nội có thể là phát triển bền vững hơn, dung hợp hơn và bình đẳng hơn cho tất cả mọi người. Thì đấy là cái lý do mà Vì Một Hà Nội Đáng Sống là tồn tại. Thành ra ở đây các bạn mà quan tâm mà muốn tham gia thì hãy vào Facebook của Vì Một Hà Nội Đáng Sống nhé, like và có thể là tham gia cùng chúng tôi. Trong cái tuần lễ Thiết Kế Sáng Tạo Hà Nội 2023 thì Vì Một Hà Nội Đáng Sống là tham gia 3 hoạt động. Hoạt động đầu tiên thì là một cái triển lãm về các loài chim ở Hà Nội. Triển lãm này thì cũng khá là cool, dành cho cả trẻ em và người lớn. Bọn tôi làm ở chỗ vườn hoa, chỗ nhà bát giác, đằng sau tượng đài Lý Thái Tổ. Nếu như các anh chị mà quan tâm đến thiên nhiên kết nối với các loài chim rất là đẹp ở Hà Nội thì mọi người có thể là ghé thăm. Nó sẽ diễn ra đến ngày 26 tháng 11. Các hoạt động thứ hai mà Vì Một Hà Nội Đáng Sống tham gia trong tuần lễ này đó là cái chúng tôi gọi là về với bãi giữa. Là một người bãi giữa thì ở sông Hồng, đúng không ạ? Thì đấy là một cái vùng thiên nhiên khá là đặc biệt của Hà Nội. Tuy nhiên ấy, thì không phải ai cũng có cơ hội để khám phá bãi giữa, kết nối với thiên nhiên. Thì Vì Một Hà Nội Đáng Sống có tổ chức một cái chuyến đi gọi là khám phá về với bãi giữa, và chúng ta kết nối lại với thiên nhiên qua các giác quan của mình. Có nghĩa là không chỉ là check-in bằng máy ảnh và bằng mắt, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ có kết nối bằng âm thanh này, bằng cảm xúc này, đúng không? Bằng mùi vị này. Thì đấy là những cái cách mà chúng ta kết nối sâu với thiên nhiên. Thì đấy là cái hoạt động thứ hai mà Vì Một Hà Nội Đáng Sống đang làm. Hoạt động thứ ba chính là cái buổi ngày hôm nay ạ. Chúng ta có buổi tọa đàm liên quan đến cái chủ đề là vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường. Thì đây là một cái tên khá là khiêu khích, đúng không ạ? Và chúng tôi đặt được rất nhiều câu hỏi là tại sao lại là vẻ đẹp tầm thường, chúng ta đang nhìn thiên nhiên một cách gọi là trịch thượng hay không, rồi thế là bình thường, thế là tầm thường và thế nào là đẹp. Thì đấy là những cái mà lý do mà chúng ta sẽ có buổi thảo luận ngày hôm nay. Thế thì như mọi người biết ấy, thì Hà Nội là một thành phố sáng tạo, đúng không ạ, từ năm 2019. Và để trở thành một thành phố sáng tạo thì Hà Nội làm rất nhiều hoạt động sáng tạo. Và tôi rất là ấn tượng với cả cách làm của Hà Nội. Căn bản là tạo ra một không gian để cho những cái nhóm cộng đồng sáng tạo này, nghệ sĩ này, những nhóm cộng đồng này về môi trường có thể là làm cùng với nhau để tạo ra một không gian tuyệt vời như thế này mà các bạn biết. Hy vọng các bạn đã có thời gian để thăm thú các cái hoạt động sáng tạo ở đây nữa, chứ không chỉ là cái tọa đàm này. Và tất nhiên ấy, để trở thành một thành phố sáng tạo thì chúng ta cần phải có những con người, đúng không ạ, làm ở trong cái mảng sáng tạo và làm ở trong những cái mảng khác, nhưng mà phải rất là sáng tạo. Và để mà cho tầng lớp sáng tạo này định cư ở Hà Nội hoặc là đến Hà Nội chẳng hạn, đúng không? Thì mọi người, ông Richard, ông ấy nói rằng có 3 cái yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên đó là một cái nền văn hóa mà ở đó tôn vinh sự khác biệt và sự đa dạng. Đấy, là phải thành phố của nhạc rock này, thành phố của tôn trọng cộng đồng LGBT này, rồi của những người nhập cư này, của những người nước ngoài này, đúng không? Thì một cái văn hóa như vậy thì làm cho tầng lớp sáng tạo sẽ muốn ở nơi đấy. Cái thứ hai là một cái cuộc sống đô thị nó náo nhiệt, nó giàu có. Và tôi nghĩ Hà Nội khá là náo nhiệt và giàu có. Cái văn hóa ở vỉa hè của mình ấy, thì đấy là một trong cái điều kiện mà tôi nghĩ là rất là đặc biệt của Hà Nội. Và cái điều kiện thứ ba ấy, thì mọi người ít khi nhắc đến hơn, đó là cái điều kiện của thiên nhiên. Là làm sao có một cái thiên nhiên ấy, nó hài hòa, nó giàu có. Mà chúng ta biết ở Hà Nội mình ấy, thì cái tỷ lệ cây xanh trên đầu người thì bây giờ là khoảng 2 m² trên một đầu người. Và chuẩn của WHO ấy, là phải là 9 m² trên một đầu người cơ. Thế như vậy thì chúng ta đang dưới chuẩn rất là nhiều. Nhưng mà rất là may, Hà Nội rất là cam kết với cái này. Căn bản trong cái chiến lược phát triển thủ đô ấy, đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 ấy, thì chúng ta phấn đấu là nâng cái tỷ lệ cây xanh trên đầu người Hà Nội lên khoảng tầm 10 đến 15 m² trên một đầu người. Một cái rất là tham vọng, đúng không? Nhưng mà đấy là một cái cam kết mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể làm được nếu chúng ta định nghĩa lại cái mối quan hệ của chúng ta với cả thiên nhiên, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta không coi thiên nhiên là cái gì chẳng hạn ấy, thì chúng ta có thể tàn phá nó hoặc là thay thế nó. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một mối quan hệ khác với thiên nhiên, tôn trọng nó hơn ấy, đúng không ạ? Coi như nó là một cái phần tất yếu của cái cuộc sống, của cái sinh cảnh chẳng hạn, thì chúng ta có thể có những giải pháp để nâng cái tỷ lệ này lên. Và đấy là một trong những lý do mà chúng tôi tổ chức cái tọa đàm ngày hôm nay. Là một cái tọa đàm mà để chúng ta khám phá lại cái mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Nó đã xảy ra trong lịch sử như thế nào và hiện tại nó ra làm sao, đúng không? Nó đứt gãy hay nó liền mạch, và làm sao chúng ta có thể là kết nối lại để làm sao để từ đó có thể là có nhiều màu xanh hơn cho Hà Nội. nhiều khoảng rừng hơn cho Hà Nội. Thì đấy chính là cái buổi của tọa đàm ngày, mục đích của tọa đàm ngày hôm nay. Thế trong tọa đàm ngày hôm nay thì tôi rất là vui được giới thiệu hai diễn giả. Một là tác giả Đặng Hoàng Giang. Anh Giang đứng đây, mọi người đều nhìn thấy chưa? Anh Đặng Hoàng Giang thì chắc là mọi người đều biết rồi. Căn bản trước khi vào đây tôi đã kịp chụp mấy cái ảnh mà anh Giang đang được một số bạn trẻ là chụp ảnh cùng. Anh Giang là một tác giả của khá nhiều cuốn sách bán chạy, đúng không ạ? Tôi thì thấy mới nhớ mấy cuốn như là Bức Xúc Không Làm Ta Vô Ca này, đúng không? Rồi là cái gì? Đại Dương Đen này, đúng không ạ? Rồi rất nhiều sách hay mà tôi nghĩ là các bạn đều biết rồi. Và tôi không biết đây cái chủ đề mà vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường này có phải là cái nội dung tiếp tới của anh Giang không? Thì chắc là anh Giang đã chia sẻ và bật mí với mọi người, đúng không ạ? Thì đấy là người diễn giả thứ nhất. Diễn giả thứ hai mà tôi cũng rất là vui được mới gặp thôi là Thảo Kim. Xin mời Thảo Kim đứng dậy để mọi người nhìn thấy, đúng không ạ? Thảo thì là, nếu mà chính thức ra thì giới thiệu là điều phối viên của mạng lưới các làng sinh thái toàn cầu ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, cũng rất là international, đúng không ạ? Nhưng mà Thảo thì được biết đến nhiều hơn như một người thực hành sinh thái sâu, là hướng dẫn các hoạt động kết nối với thiên nhiên. Và tôi rất là may mắn các bạn là sáng hôm qua vừa được đi với Thảo và Ly là quay lại bãi giữa và làm sao là có một cái trải nghiệm mà tôi phát hiện ra rằng là mình hơi tham lam trong cái việc là kết nối với thiên nhiên. Là tự nhiên mình chỉ muốn lấy về cho mình thôi, là cảm giác thơm mình lấy về cho mình, cảm giác mát của thiên nhiên mình lấy về cho mình, rồi mình cố gắng là chụp những cái ảnh để mình mang về nhà cho mình. Và tự nhiên tôi phát hiện ra rằng mình khá là tham lam trong mối quan hệ với thiên nhiên. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ là cái hoạt động mà Thảo và Ly làm rất là hay, là mình nhận ra là cái mối quan hệ của thiên nhiên là như thế nào. Mình rất yêu, rất là muốn bảo vệ thiên nhiên, nhưng mà cái sâu thẳm, bản chất của mối quan hệ của mình với thiên nhiên nó vẫn có một sự tham lam gì đấy. Và thông qua những cái trải nghiệm mà Thảo mà Ly làm ấy, thì tôi phát hiện ra cái điều đấy và tôi thấy rất là hay. Thì đấy là cái mà tôi hy vọng là sau này Thảo và Ly sẽ tiếp tục tổ chức để cho nhiều người được tham gia hơn. Thế thì để không lấy nhiều thời gian của mọi người nữa thì tôi xin một tràng pháo tay để mời diễn giả đầu tiên ạ, là anh Đặng Hoàng Giang. Cảm ơn anh Bình. Rất là vui được gặp mọi người hôm nay trong một cái không gian rất là đặc biệt như thế này mà lại nói chuyện về thiên nhiên. Và tôi cũng hy vọng rằng cái không gian này sẽ được giữ lại và được sử dụng bởi cộng đồng, thay vì nó sẽ biến thành một cái trung tâm thương mại nào đấy. Hà Nội không cần thêm những trung tâm thương mại nữa. Hà Nội cần những không gian công cộng với nghệ thuật, với các hoạt động cộng đồng như thế này, cộng với nước và cây xanh để mà đáp ứng được cái mà anh Bình đang hướng đến. Cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là vẻ đẹp của thiên nhiên. Cụ thể là chúng ta đang thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên như thế nào và vì sao chúng ta lại cần thay đổi cách thưởng thức đấy. Tôi cũng muốn nói luôn là tôi vốn là một người bị mất kết nối với thiên nhiên, với một cái tuổi thơ sống trong nhà tập thể vân vân các thứ. Bố mẹ là công chức, quanh quẩn trong 4 bức tường, và đấy là một điều rất là đáng tiếc. Và trong năm qua khi mà tôi bắt đầu làm việc với cái chủ đề này thì rất là may mắn là tôi cảm thấy là mình được kết nối nhiều hơn với thiên nhiên và thế giới của tôi có phần thay đổi. Ok, có thể mọi người sẽ có một số những cái câu hỏi về cái tiêu đề này, vì sao lại là tầm thường, có thể nói là bình thường được không, có cái thiên nhiên nào gọi là tầm thường, ai thì được cho nó là tầm thường, và vì sao chúng ta lại cần phải nói về cái việc chúng ta thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên như thế nào. Đấy chẳng phải là một cái việc cá nhân hay sao, giống như tôi thích mặc áo sẫm và bạn ở đây thích mặc áo sáng chẳng hạn đó, hay là nó có một cái gì đấy quan trọng hơn. Những câu hỏi đấy sẽ lần lượt được trả lời trong cái buổi nói chuyện của tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng trong vòng 35 phút cho tới 37 phút và tôi ném một cái nhìn vào phía anh Bình xem anh phản ứng như thế nào, và anh Bình có vẻ như đồng ý với chuyện đấy. Bài nói chuyện của tôi sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta đang thưởng thức thiên nhiên như thế nào và vì sao chúng ta cần thay đổi. Cái câu hỏi này nó hàm ý luôn là cái thưởng thức của chúng ta hiện nay, của đám đông, của đa số của chúng ta, trong đó có tôi ở đấy, là có những cái vấn đề nhất định, cho nên chúng ta mới cần thay đổi. Và cái thứ hai là làm thế nào để chúng ta có được cái mỹ cảm giàu có hơn, sâu sắc hơn với thiên nhiên. Tóm lại là chúng ta làm gì để thay đổi cách thưởng thức đấy. Và cái thứ ba, tôi muốn nói lên một số những cái trải nghiệm cá nhân của tôi. Trong cái năm qua khi mà tôi tìm hiểu về cái chủ đề này và tôi đi rất là nhiều những cái sinh cảnh thiên nhiên, những cái môi trường thiên nhiên khác nhau, thì tôi đã thấy một số những cái đẹp ở những cái nơi mà trước kia tôi bỏ qua nó. Và tôi tin rằng ở đây có rất nhiều bạn cũng sẽ có những cái trải nghiệm tương tự như vậy. Nó rất là kỳ lạ, cái đẹp nó hiển thị lộ lộ ra trước mắt mà chúng ta không thấy được. Nhưng mà sau đấy bởi vì có những cái thay đổi trong tư duy của chúng ta mà chúng ta thấy được cái đẹp đấy. Phần đầu tiên là vì chúng ta đang thưởng thức thiên nhiên thế nào và vì sao chúng ta cần thay đổi. Thì ở đây tôi cũng lại có ba cái khía cạnh, ba cái quan ngại, hoặc là nói rộng ra là ba vấn đề trong chuyện cảm thụ thiên nhiên. Tôi cũng nói luôn là khi mà tôi nói ta, chúng ta ở đây nghĩa là có cả tôi ở đấy nữa, dù ít hay là nhiều, hoặc là trong quá khứ tôi đã từng mắc phải những cái vấn đề này nhiều hơn là bây giờ. Thì cái vấn đề đầu tiên mà tôi quan sát được là chúng ta tuy nói rằng mình đến với thiên nhiên, nhưng thực ra chúng ta đang đi shopping các cái thắng cảnh khác nhau. Cụ thể là gì? Cụ thể là hiện nay thiên nhiên hay được đồng nghĩa với cả các cái thắng cảnh. Và cách thức mà chúng ta đến với thắng cảnh là đi du lịch, giống như là những cái cá nhân ở đây, ở cái khung cảnh thiên nhiên rất là đẹp đẽ này ở đảo Phi Phi của Thái Lan. Rất là thú vị là cái hành vi du lịch hiện nay là một hành vi rất là phổ biến. Hầu như ai trong chúng ta cũng thấy đấy là một cái nhu cầu hết sức là cấp thiết của chúng ta. Nhưng nó lại có một cái lịch sử rất là ngắn ngủi. Như vậy đây là một cái nhu cầu của xã hội hiện đại và mới được phát sinh ra, chứ không phải là một cái nhu cầu từ ngày xưa như là nhu cầu được yêu hay là được sống an toàn hay là được ăn uống. Cụ thể là phương Tây thì manh nha nó từ những cái năm 30 của thế kỷ 19, khi mà đường sắt bắt đầu lan rộng ở nước Anh, rồi giá cả chi phí đi lại thấp xuống, các cái bảng giờ tàu bắt đầu được in ra, thì người ta bắt đầu di chuyển nhiều hơn. Và một ngày quan trọng của năm 1841 thì ông Thomas Cook là cái người đầu tiên nghĩ ra là ok, bây giờ mình sẽ tổ chức một cái tour chọn gói. Một cái tour chọn gói, hồi đó là đi trong ngày, sáng đi chiều về, có khoảng gần 500 hành khách, và mỗi hành khách bỏ ra một cái số tiền tương đương với cái lương công nhật của cái ngày đấy. Và cái ngày tháng 7 năm 1841 đây đã thay đổi thế giới một cách rất là đáng kể. Và chỉ 13 năm sau thì ông Thomas Cook phát ngôn rằng là trong cái thời đại này, khi mà cả thế giới đang không ngừng chuyển động, thì ở yên một chỗ là một cái tội. Hoàn hồ chuyến đi rẻ. Nghĩa là ngay từ lúc đấy ông đã bơm vào đầu chúng ta rằng không thể ngồi yên một chỗ được, bởi vì nếu bạn ngồi yên một chỗ thì bạn rất là kém cỏi. Bạn cần phải du lịch để có thể bằng chị bằng em, để mà có thể xứng đáng để sống trong cái thời đại mà đang có rất nhiều thay đổi này. Và trong 40 năm qua thì lượng khách du lịch toàn cầu thuốc kế đã tăng 8 lần. Và ngay ở thế kỷ 21 thì người ta đã nói rằng là thế giới đã trở thành một cái siêu thị của danh lam thắng cảnh, và chúng ta có thể bỏ tiền ra để chúng ta mua cái nơi trốn đấy, giống như chúng ta mua cái áo hoặc là mua một cốc nước. Thế còn ở Việt Nam thì sao? Còn thú vị hơn nữa, ở Việt Nam thì trước kia cái việc đi du lịch nó không phải nằm trong cái văn hóa của chúng ta. Thậm chí chúng ta cho rằng cái người mà đi lại chỗ này chỗ kia thì là những người du thủ du thực, rồi chỉ là những người cầu bơ cầu bất đi lại thôi, trừ một số nhà thơ kiểu như là tay gậy, tay bình rượu đó thì ok, họ có thể đi lại được. Nhưng mà đằng nào thì họ hơi bị điên rồi, cho nên là cũng không chấp họ. Thế còn sảnh nhà thì ra thất nghiệp. Tóm lại là cứ ở đây nguyên một chỗ và không đi đâu cả. Chúng ta nhớ là trong chuyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký đó, thì cái ông anh cả của Dế Mèn ấy bảo là cái chú mà đi như thế này là rất là vớ vẩn, phải ở nhà để phụng dưỡng thờ hương khói bàn thờ của bố mẹ, chứ còn chú cứ đi linh tinh như thế là rất là dở. Đấy, thì cái tâm lý là không đi du lịch là tệ, hoặc là đi xa là có vấn đề, nó rất là sâu. Và ông Nguyễn Tuân là cái người đầu tiên mà có cái máu đi du lịch. Ông muốn được phiêu lưu, ông muốn chết thì da của ông trở thành cái vali, được làm vali đấy, thì là hoàn toàn là một cái sự lạc lõng và một cái exception, gọi là một cái ngoại lệ vô cùng. Nhưng mà để bắt đầu từ cuối thế kỷ 20 thì cái tư duy của phương Tây bắt đầu tràn vào Việt Nam, và những cái bạn phượt thủ đầu tiên lên đường. Và đến bây giờ thì không chỉ phượt thủ nữa mà những người trung niên, thậm chí những người lớn tuổi cũng một năm phải 2-3 lần đi du lịch. Và so với thập niên 1990 thì lượng khách nội địa hàng năm hiện nay là đã tăng 100 lần so với trước kia. Và bây giờ du lịch đã trở thành một cái triết lý sống, một cái mục tiêu, một cái hành vi rất là đặc trưng, và nó là một cái nguyên liệu của một cộng sống hạnh phúc. Nó thậm chí là một nguyên liệu quan trọng của một sống hạnh phúc. Cho nên chúng ta mới thấy những câu như là hạnh phúc là được bay này, rồi 11 lý do để du lịch khiến cho bạn hạnh phúc hơn này, hoặc là khoa học đã chứng minh. Tôi rất là quan tâm đến cái chứng minh khoa học này, là đi du lịch, chăm đi du lịch sẽ khiến bạn thông minh hơn và hạnh phúc hơn. Ok, như vậy là ông Thomas Cook đã có được rất là nhiều hậu duệ để có những cái phát ngôn tương tự như là ông đấy, và khiến cho bây giờ một con người hiện đại, dù là người Việt hay người nước ngoài, thì đều cho rằng là mình cần phải đi du lịch, nếu không thì cuộc sống của mình nó sẽ bị có những cái mất mát rất là lớn. Và như vậy, du lịch đến với thiên nhiên hay là đến với văn hóa đã trở thành một cái hành vi tiêu dùng, như là mua sắm ở siêu thị, và đích đến đã trở thành một cái hàng hóa để tiêu thụ, để chúng ta chứng vào bản thân mình, đúng không? Những cái cá nhân này mang theo cờ đỏ sao vàng lên trên đỉnh Phan Xipang để khẳng định là tôi đã chinh phục được nóc nhà của Đông Dương, và đông đến mức mà người ta phải làm 2-3 những cái đỉnh Phan Xipang như thế để chụp ảnh cho nó khỏi bị đông quá, vì nó chỉ có một cái shop Phan Xipang thôi thì phải xếp hàng rất là lâu, đúng không? Và nếu như ông Thomas Cook sống đến thời kỳ bây giờ thì ông sẽ có một cái khái niệm khác cho cái việc là ở nhà là một cái tội. Bởi vì nếu mà ở nhà thì chúng ta sẽ bị FOMO, đúng không? Chúng ta sẽ không biết là chúng ta bị mất một cái gì đấy, fear of missing out. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải chứng minh được là mình đi du lịch giống mọi người. Và cái thôi thúc này nó vô cùng mạnh. Tôi nhớ là có những năm, hoặc là có một năm mà khi mà mùa hè tôi phải chăm sóc mẹ tôi bị ốm và tôi không thể đi du lịch cùng với gia đình được. Và cho đó trên Facebook của tôi thì rất là kinh khủng là mọi người đều post ảnh hết, là Bali rồi Tây Tạng rồi Pháp rồi vân vân các thứ, và trong mình cảm thấy có một cái sự sốt ruột rất là kinh khủng là tại sao mình lại bị chôn chân ở cái chỗ như thế này. Tức là cái sức ép, cái peer pressure, cái sức ép của những người xung quanh nó rất là lớn để chúng ta engage, chúng ta bước vào cái hành trình du lịch như thế. Không phải là vì chúng ta muốn khám phá cái này cái kia, mà bởi vì chúng ta muốn bằng chị bằng em. Trong cái câu chuyện du lịch này thì có thêm một cái khía cạnh rất là quan trọng, đó là chụp ảnh. Và nhiếp ảnh được phát minh ra năm 1840, tức là một năm trước cái tour chọn gói đầu tiên của ông Thomas Cook. Và nhiếp ảnh khiến cho người ta càng thích đi du lịch hơn, và người ta đi du lịch để người ta chụp ảnh. Và hai cái nó cứ tương tác lẫn vào nhau, khiến cho ông Larson là một nhà xã hội học đã nói vào thế kỷ trước là xã hội hiện đại thèm khát tính thị giác cũng như là sự dịch chuyển địa lý. Và hai cái khao khát này thì cùng nhau tương tác để tạo ra một cái vũ trụ của hình ảnh và liên tục phình to theo cấp số nhân. Đó. Và cả cái quá trình này nó dẫn đến việc là cái nhìn, cái con mắt làm trở thành một cái giác quan thống trị, khiến cho khi mà chúng ta thưởng thức thiên nhiên thì phần lớn là chúng ta thưởng thức thiên nhiên thông qua con mắt của chúng ta, thông qua việc chụp ảnh. Và đấy là một điều vô cùng là đáng tiếc, và tí nữa ta sẽ nói về cái khía cạnh đấy sau. Cho nên khi mà người ta chụp ảnh, chụp thắng cảnh thì cũng giống như là cái việc đem cái thắng cảnh đấy cho vào trong túi. Và cái đích của một chuyến đi là các bức ảnh. Và nếu như một chuyến đi mà không có những cái bức ảnh đấy thì chuyến đi nó không xảy ra, đúng không? Mình phải có một cái gì đấy mình chứng minh là mình đã ở đấy, đó là các bức ảnh, đúng không? Và các cái khách du lịch này ở New York nhìn hình thì có vẻ như họ đang chụp một cái bình minh ở New York. Nhìn những cái máy ảnh này chứng tỏ là có thể là từ những năm 1970 gì đấy, đúng không? 1980 cái máy ảnh này. Và cái hành vi đấy nó vẫn tiếp tục, nó lặp lại. Bây giờ chỉ có là với smartphone mà thôi. Và đây là cái đám đông này đang chiêm ngưỡng bình minh ở Angkor Wat, đúng không? Và như vậy cả thế giới đã trở thành một trung tâm thương mại. Mọi thứ đã được hạ thấp xuống thành mặt hàng. Và những cái nơi trốn mà phức tạp nhất, giàu có nhất về mặt lịch sử thì sẽ được tiêu dùng một cách chóng váng, và nó trở thành những cái cảnh trí đơn thuần được sắp xếp để mà ta chụp ảnh mà thôi. Ngoài ra ta không quan tâm gì đến những cái đằng sau nó nữa, ta chỉ quan tâm tới cái bề mặt của nó mà thôi. Và ta trải nghiệm một cái gì đấy thì cũng đồng nghĩa với là ta nhìn nó, nhưng mà cái nhìn một cách rất là hời hợt, nhìn như là ngó, chỉ vừa đủ thời gian để ta bấm cái nút chụp hình mà thôi. Cho nên cái bản thân thắng cảnh này không quan trọng nữa, quan trọng là việc chúng ta tái tạo lại hình ảnh của nó. Có ai đến đây để muốn nhìn xem Mona Lisa là một tác phẩm nghệ thuật như thế nào? Mình cũng không thể tiến được gần quá xa hơn là 30 mét hay là 20 mét, đúng không? Nhưng mà ai cũng muốn chụp một cái ảnh Mona Lisa bé như là bằng cái tem đó, để làm sao để chứng minh là mình đã ở Louvre. Cái này nó hơi lý thuyết một chút, nhưng mà tôi sẽ dành một phút để tôi nói. Tức là chúng ta bị mắc kẹt trong một cái mà chúng ta gọi là vòng tròn tái hiện. Chúng ta ở nhà, chúng ta nhìn những cái ảnh trên mạng, rồi trên báo chí, TV các thứ, và chúng ta thấy rất là đẹp. Thế là chúng ta tìm đến cái điểm đến để chúng ta nhìn thấy cái khung cảnh đấy được triển khai ở phiên bản 3D của nó. Và chúng ta tìm cách chúng ta chụp sao cho cái ảnh trên máy của mình giống hệt như là cái ảnh mà ta đã nhìn thấy trước cô ta đi. Tóm lại, ta tìm cách sao chép và copy cái gì mà ta đã nhìn thấy trước lúc mà chúng ta rời khỏi nhà đi ra ga. Như vậy là cái nhìn của chúng ta, cái mắt của chúng ta bị mắc kẹt trong một cái vòng tròn tái hiện mà nó bị điều khiển bởi những cái bức ảnh của những người đi trước ta rồi. Và những bức ảnh mà chúng ta chụp ở cái thắng cảnh đấy sẽ là cái không giam cầm cho những người ở đằng sau ta. Như vậy là chúng ta bị kẹt trong một cái nhìn của những người đi trước. Cái phần thứ hai là trước hashtag mẹ thiên nhiên đang ngắm chính ta. Mọi người có biết là cái này nó nói về cái gì không? Nó nói về selfie. Và chủ nghĩa tự sướng đã bắt đầu như thế nào? Nó bắt đầu từ năm 2010, rất là mới, có 13 năm nay thôi. 2010 thì iPhone 4 ra đời với cả cái camera đằng trước. Cũng năm 2010 thì Instagram cũng xuất hiện. Và đây là hai món quà mà Chúa Trời đã gửi đến cho con người hiện đại. Ngoài ra còn một số các cái món quà tiếp theo nữa như là bộ lọc hay là app chỉnh hình. Và qua đó thì văn hóa tự sướng nó bùng nổ, đúng không? Mắt to hơn, môi sẽ dày hơn và sẫm hơn, da sẽ nhẵn hơn, rồi tóc mịn hơn, vân vân và vân vân, chân dài hơn đó. Chỉ trong 2 năm, từ 2012 đến 2014 thì tần suất ảnh selfie xuất hiện trên Instagram là tăng 900 lần. Và năm 2013 thì trên truyền thông tiếng Anh, chữ selfie được sử dụng tăng gấp 17.000 lần so với một năm trước. Có một cái bài trào phúng của báo The New Yorker và tôi trích một câu ở đây. Có bao nhiêu vẻ đẹp trên thế giới này, từ hoàng hôn tới biển cả. Nhưng tất cả thay đổi chỉ trong một ngày. Một nút bấm bé tí tẹo xuất hiện trên điện thoại của tôi mời tôi quay ống kính camera lại. Hôm đó cả thế giới quanh tôi biến mất. Tất cả những gì còn lại là cái mặt của chính tôi. Tôi nhìn vào cái mặt tôi và tôi like nó. Thực sự là như vậy. Đây là một bài trào phúng nhưng mà cuộc sống nó đang là như thế đó. Chúng ta quên hết các bạn thứ xung quanh đi và chúng ta chỉ đắm đuối với chính cái mặt của mình mà thôi. Và chúng ta like nó rất là nhiều và chúng ta rất là sung sướng khi bạn bè chúng ta cũng like cái mặt của mình đó. Cái cô gái này xung quanh cô là thiên nhiên rực rỡ, bình minh, hoàng hôn, cây cối và cô đắm đuối với mặt của cô đấy. Vì sao chúng ta lại chụp selfie? Nó có một cái lý thuyết gọi là lý thuyết về self presentation, tức là trình bày bản thân. Nó nói rằng là trong cái hoạt động của chúng ta thì nhiều khi chúng ta muốn trình bày bản thân mình để tạo ra được những cái ấn tượng có lợi cho mình từ phía người khác. Ví dụ tôi đi phỏng vấn xin việc thì tôi sẽ muốn trình bày bản thân mình như thế nào đấy để cái người phỏng vấn tôi có một ấn tượng rằng tôi là cái người chăm lao động, ví dụ như vậy. Thì selfie là một cái công cụ để chúng ta có thể trình bày bản thân và gây ấn tượng một cách rất là tuyệt vời, đúng không? 24/7, ngày nào cũng thế. Và tôi có thể tạo ra cái phiên bản của tôi là rất là lãng mạn này, rất là yêu cái đẹp này, rất là phiêu lưu này, vân vân và vân vân. Cuộc sống của tôi rất là hạnh phúc này. Và selfie cho phép tôi tạo ra những cái phiên bản đấy và trình bày bản thân mình để khiến người khác có ấn tượng tốt về tôi. Và như vậy cái trọng tâm của cái ảnh ấy, nó dịch chuyển từ thắng cảnh, dịch chuyển về chính bản thân người chụp ảnh. Thế thì câu hỏi là chúng ta đi thưởng thức thiên nhiên hay là chúng ta tìm đến một cái thánh địa sống ảo? Và với rất là nhiều người thì cái Instagram ability, tức là cái khả năng mà cái ảnh đấy tạo ra nhiều like trên Instagram ấy, nó quan trọng gấp nhiều lần. Là cái điểm đến đấy có văn hóa thú vị hay không, có ẩm thực hay hay không. Cái chuyến tàu hỏa này là ở Sri Lanka và nó đi qua những cái phong cảnh đẹp vô cùng của đất nước đấy. Nhưng mà các bạn trẻ của cái chuyến tàu này họ sẽ dành phần lớn thời gian của họ để họ chụp ra những bức ảnh như thế này. Phải rất là mất công thì mới có được bức ảnh như thế này, đúng không? Chúng ta phải chọn cái lúc mà đoàn tàu nó cua này. Chúng ta chụp rất là nhiều để xem có lúc cái ảnh nào mà cái váy này nó được tung ra một cách đẹp đẽ nhất này. Rồi người khác đang đợi chúng ta để thay thế chúng ta. Nếu mà chúng ta chụp chưa hết đẹp thì cái vòng cua tiếp theo chúng ta lại phải đến lượt để chúng ta tiếp tục chụp lại. Tóm lại là cái mục đích của cái chuyến đi đấy không phải là ngắm cảnh Sri Lanka là một cái đất nước tuyệt vời, mà để chúng ta có được cái ảnh như thế này. Và như vậy nơi trốn chỉ trở thành phông nền mà thôi. Và cái phông nền đấy giúp cho chúng ta gửi đi những cái thông điệp nhất định. Hey, tôi đang có một thời gian rất là đẹp với những cái cây phong linh ở cái con đường này của Hà Nội. Còn cái cây đấy thực tế nó như thế nào tôi không quá quan tâm. Thực ra nếu người ta thay cây đấy bằng những cái hoa nhựa ấy, màu vàng á, thì tuyệt vời, nó không bao giờ nó rụng cả. Và tôi có thể, nếu mà tôi nhỡ tôi không kịp đến chụp vào cái cuối tuần đấy thì cuối tuần sau tôi phải đến chụp được. Bởi vì không chụp được cùng với cây phong linh sẽ là một cái tội nếu như ông Thomas Cook có sống lại và nói như vậy. Thậm chí thắng cảnh chỉ xuất hiện qua keo tag hoặc là hashtag, đúng không? Chúng ta gặp rất nhiều những cái selfie như thế. Ôi tôi đang ở Tây Tạng và toàn bộ bức ảnh là cái mặt rất là to của mình, hay là đôi chân leo núi của mình, và dưới là hashtag Tây Tạng hay là cái gì đấy. Giống như cái cô này, cô ấy chụp là hashtag Bali, hashtag Kangu, hashtag Ubud. Okay. Còn lại là cô đấy. Và giờ đây du khách chính là thắng cảnh mà người xem ảnh chiêm ngưỡng. Chứ không phải là, cái quan trọng không phải là cái thắng cảnh thiên nhiên đấy như thế nào, đa dạng sinh thái hay là thác nước hay là cái gì đấy vô nghĩa. Cái quan trọng là cái người chụp ảnh đấy là ai, là bạn mình, chụp có béo hay không, cái váy này rất là đẹp, vân vân. Và tôi sẽ kết thúc cái phần này bằng hai cái trích dẫn, một trích dẫn hài hước châm biếm và một trích dẫn khá là buồn. À, xin lỗi, còn nói thêm một cái về cái gọi là micro destination, cực kỳ thú vị. Những cái micro destination là những cái vi điểm đến. Ví dụ như là cái bức tường mà cái bạn mặc áo quần áo đen này, bạn đang đứng chụp chẳng hạn. Và các cái bạn ở bên này họ có thể đi 20 km, 40 km từ nơi khác về đến Hà Nội, đến phố Ấu Triệu. Bạn ấy chụp với cả cái tường đó. Vì sao không ai biết cả, cái tường này nó không có một cái lịch sử gì gọi là thú vị. Và các bạn này sẽ không quan tâm gì đến cái phố Ấu Triệu là một cái neighborhood như thế nào, thì lịch sử nó ra sao, văn hóa nào là gì. Các bạn chỉ đến để chụp ảnh với bức tường này mà thôi. Cho nên cái bức tường này nó là một cái micro destination, một cái vi điểm đến. Và nó, khi mà người ta đắm chìm trong những cái micro destination này thì người ta hoàn toàn không quan tâm gì đến cái phong nền văn hóa thiên nhiên đằng sau cả. Thì đấy là một cái quan ngại của tôi và của nhiều người. Có một người bạn gửi cho tôi cái status này: 80% chuyến du lịch vô nghĩa khi đi cùng đứa không biết chụp ảnh. Và một bạn comment ở dưới là 0,99,9% chứ. Chúng ta có thể cười ở đây nhưng thực tế nó là một cái sự rất là đáng buồn. Bởi vì khi mà chúng ta đi ở trên cái thế giới này, rất là đẹp, Hoàng Liên Sơn rồi là cái gì đấy, Má Pì Lèng, và chúng ta đau đớn và bất hạnh bởi vì cái người đi cùng chúng ta không biết chụp ảnh. Và chúng ta cho rằng là 99,9% cái giá trị của chuyến đi đấy là bị đánh mất. Chỉ có đáng buồn không, đúng không? Và đây là cái trích dẫn châm biếm của tờ New Yorker. Thật may mắn khi được sống trong một thời đại mà mọi người cuối cùng cũng nhận ra rằng là thế giới xung quanh chúng ta thì là kém thú vị hơn khuôn mặt của ta rất là nhiều. Và một cái cốt thứ hai không hài hước và rất là đáng buồn là ông Richard Powers là một nhà văn. Và ông ấy hỏi rằng là chúng ta đã đánh mất cảm giác sống trên trái đất này như thế nào. Chúng ta đã trở nên lạc lõng và xa lạ với những cái thứ sống động xung quanh ta như thế nào và từ khi nào. Rõ ràng là như vậy. Khi mà chúng ta đi ra ngoài thế giới và chúng ta nhìn thấy mọi người đang tạm gọi là ưỡn ẹo và dành hàng tiếng đồng hồ để chụp tất cả mấy trăm những cái selfie khác nhau, thì chúng ta cũng sẽ đặt câu hỏi giống như là ông Richard Powers: từ khi nào mà chúng ta đã đánh mất cái kết nối của chúng ta với cả tất cả những cái thứ rực rỡ và sống động ở xung quanh. Sang đến phần thứ ba của tạm gọi là vấn đề quan ngại. Đây là một cái mà khi tôi phát hiện ra tôi thấy rất là bất ngờ, và tôi thấy mình cũng là cái người mà bị dính vào cái chuyện này rất là nhiều. Cái vấn đề này nó nằm ở cái thẩm mỹ mà chúng ta coi thiên nhiên chỉ là đẹp khi mà nó giống tranh phong cảnh, ảnh phong cảnh. Và đây là một cái xu hướng nó bắt đầu từ phương Tây thế kỷ 18. Những cái tranh phong cảnh của phương Tây. Trước đấy thì là những thẩm mỹ khác, hoặc là ở châu Á cũng là một cái thẩm mỹ khác. Nhưng mà cái thẩm mỹ này nó dẫn chúng ta đến cách thưởng thức thiên nhiên. Khi mà thiên nhiên giống phong cảnh thì chúng ta thấy nó là đẹp. Ví dụ đấy, phong cảnh đẹp như tranh trên đường phượt Tây Bắc này, mê mẩn chín hột nước, rồi là đến Thụy Sĩ ngắm những khung cảnh đẹp như tranh vẽ này, rồi danh lam thắng cảnh đẹp như tranh vẽ nổi tiếng này. Đó. Cái này rất là phổ biến và bản thân tôi cũng bị dính vào rất là nhiều cho đến khi tôi bắt đầu làm việc với cái chủ đề này. Một cách nôm na thì trước đây có thể người ta sẽ bảo là ôi cảnh này giống hết như một bưu thiếp, như là một cái lời khen. Và bây giờ thì mình sẽ bảo là như trong Instagram ý nhỉ, cũng là một cái lời khen, đúng không? Và chúng ta có xu hướng chúng ta tìm đến những cái nơi mà giống như là nó được bước ra từ Instagram, hoặc là như là trước kia nó ở một cái bưu thiếp. và chúng ta sẽ bỏ qua những cái chỗ nào mà nó không giống như Instagram hoặc không giống như YouTube. Thế thì cái cơ bản của cái thẩm mỹ này là chúng ta biến thiên nhiên thành một cái 2D. Thiên nhiên làm cái 3D nó rất là kỳ lạ, nó có thời gian, nó có gió, nó có ánh nắng di chuyển đủ các thứ, nhưng chúng ta muốn biến nó thành 2D. Và chúng ta sẽ đóng khung nó bằng cái camera. Chúng ta sẽ chọn cái điểm chụp nào mà nó ta thấy nó đẹp nhất, nó giống một cái hình ảnh tranh để treo trên tường nhất. Xấu và đẹp được dựa trên đánh giá những hình thức bên ngoài, màu sắc và những cái đường nét, bố cục. Có cận cảnh này, có trung cảnh, có đằng xa hậu cảnh, tiền cảnh, trung cảnh, hậu cảnh. Rồi đường chân trời thì phải 1/3 hoặc là 2/3 vân vân, thứ nó rất là có nhiều những kỹ thuật như vậy. Và cái xu hướng này cũng coi thiên nhiên nghĩa là phong cảnh, và phong cảnh đẹp nghĩa là một phong cảnh có view. Và cái sự cuồng view này nó đang ở cái đỉnh cao của Việt Nam cũng như là của thế giới. Nhưng mà Việt Nam thì nhiều hơn, bởi vì cái sự cuồng view này nó rất là mới. Các việc mà các bạn trẻ đi săn view, săn mây, những quán cà phê vân vân các thứ ở những cái nơi trốn khác nhau là một hiện tượng rất là mới ở Việt Nam. Còn ở phương Tây thì nó đã có khoảng từ 200 năm nay, 300 năm nay. Thế thì có những cái hệ lụy không? Có rất nhiều những hệ lụy mà chúng ta tưởng như là nó không có. Đây là cái chuyện cá nhân của tôi, tại sao lại có hại, nhưng mà nó có hại. Trước khi đến có hại thì có thêm một nét nữa là với cái thẩm mỹ này thì chúng ta tán thưởng thiên nhiên khi mà nó giống như sản phẩm của một con người. Ví dụ nó giống một cái tranh vẽ này, hoặc là ở đây trong một cái công viên địa chất rất là tuyệt vời của Đài Loan, nơi mà chúng ta có thể quan sát được cả những cái quá trình của thiên nhiên hàng chục triệu năm nay ấy, thì du khách chỉ xếp hàng để chụp ảnh với cả cái hòn đá này mà trông nó giống như là đầu của Nữ Hoàng Anh. Và người ta dành rất nhiều thời gian người ta chụp hình với cái đầu Nữ Hoàng Anh đấy. Còn toàn bộ cái sự thú vị của cái thiên nhiên địa chất đấy với những cái lịch sử hàng chục triệu năm của nó, người ta không quan tâm. Và sau này những mấy chục năm nữa cái đầu của Nữ Hoàng Anh này có bị xói mòn mà sập xuống thì có thể cái công viên địa chất này sẽ mất đi 5% du khách. Mặc dù cái giá trị của nó thì vẫn là như thế, đúng không? Thì đấy là một cái ý nữa của cái thẩm mỹ này. Và cái hệ lụy của nó là gì? Nó có vài cái hệ lụy. Hệ lụy thứ nhất là bởi vì chúng ta chạy theo cái đẹp của bên ngoài, cái đẹp của bề mặt, cho nên cái việc mà cái gì đó là fake không quan trọng, đúng không? Chúng ta sẽ làm một cái cổng Bali giả vờ bằng bìa, đặt nó ở Đà Lạt. Sau đó thì chúng ta sẽ giả vờ là có một cái hồ nước, nhưng thực ra nó chỉ là một cái gương này mà thôi. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái ảnh rất là long lanh của Bali, gạch chéo Đà Lạt, cổng trời bằng bìa. Và chúng ta sẽ rất là thích thú với cái chuyện đấy. Và cái hệ lụy của cái việc chạy theo thẩm mỹ như tranh như ảnh này là chúng ta sẵn sàng đi vào những cái phim trường có cây nhựa, hoa nhựa, và chúng ta bỏ qua thiên nhiên thực sự ở bên cạnh. Bởi vì phim trường thì chúng ta mới sắp xếp được cây cối hoa lá như thế nào để cho nó lên ảnh thì nó rất là có cái bố cục, nó rất là hài hòa, đúng không? Hệ lụy ví dụ như là Cát Tiên, gia đình tôi đã vào Cát Tiên cách đây 1 tháng và thấy rằng họ cho phá những cái bụi tre ở bờ sông của vườn quốc gia Cát Tiên để có một cái view rộng lớn hơn, nhìn từ bãi cỏ và nhà nghỉ ra bờ sông. Và kết quả là cái bờ sông đấy bị sạt lở rất là mạnh, và hiện nay nước đã xâm lấn đến những cái cây cổ thụ to và cao như thế này, bởi vì người ta muốn có view. Đó. Và bây giờ thì bắt đầu có những cái nơi mà người ta băm đồi xẻ núi để mà săn view. Đó. Và có lẽ cái hệ lụy lớn nhất, quan trọng nhất trong câu chuyện này là gì? Chúng ta không coi những cái nơi có sú vẹt và sình lầy là đẹp, cho nên nó không quan trọng, cho nên là chúng ta có thể bỏ nó đi mà không cần phải thương tiếc gì cả. Trong những câu chuyện về lấn biển hay không lấn biển, bảo tồn hay không bảo tồn ấy, thì có rất nhiều những ý kiến như vậy, những cái bình luận là ở đây chỉ có sú vẹt với sình lầy mà thôi. Nó không có những cây cổ thụ 10 người ôm, nó không có những thác nước hùng vĩ, nó không có những cái view đẹp, cho nên là nó có ý nghĩa gì đâu. Khi chúng ta không có khả năng cảm nhận được cái đẹp của những cái cảnh sắc như thế này thì chúng ta sẽ không giữ nó và chúng ta coi nó không có giá trị. Sú vẹt và sình lầy. Và đây là một cái điều vô cùng có vấn đề. Lặp lại một chút, tôi là để nhắc lại một chút là chúng ta đã đề cập đến 3 cái mảng vấn đề. Một là chúng ta đi shopping thắng cảnh, hai là chúng ta chỉ ngắm chính ta, và ba là trong cái thời gian ít ỏi mà chúng ta không ngắm ta và chúng ta không đi shopping thắng cảnh và chúng ta thực sự quan tâm đến thiên nhiên thì chúng ta cũng chỉ quan tâm đến nó như là những bức tranh mà thôi. Thế đấy là vấn đề. Rồi sang phần thứ hai là thế chúng ta có những cách thức nào để chúng ta làm giàu cái mỹ cảm của chúng ta với thiên nhiên. Cái mỹ cảm với thiên nhiên cần phải được xây dựng, cần phải được đào tạo, cần phải được thực hành. Giống như là mỹ cảm với nghệ thuật ấy, giống như là cách chúng ta thưởng thức âm nhạc hay là tranh hay là kiến trúc, chứ không phải là chúng ta được đẻ ra một cái và đã thẩm thấu được tất cả những cái hay, cái đẹp của nghệ thuật, của hội họa và của âm nhạc. Thì tương tự như vậy, không phải chúng ta đẻ ra, chúng ta cũng thẩm thấu được tất cả những cái đẹp của sú vẹt và sình lầy và các con vật khác nhau. Thế thì tôi có một số những cái đề xuất về chuyện là chúng ta có thể làm giàu mỹ cảm với thiên nhiên thế nào. Cái đề xuất thứ nhất là không chỉ ngắm nhìn mà chúng ta cảm thụ thiên nhiên với cả cơ thể của mình, cụ thể là với các giác quan của mình. Tí nữa Thảo Kim sẽ nói sâu hơn về câu chuyện đấy, với các giác quan của mình, không chỉ bằng cái mắt của mình. Đó. Và cái mô hình thưởng thức này trong mỹ học thiên nhiên, họ nói, họ dùng những chữ tiếng Anh là engagement, tức là dấn thân vào thiên nhiên, hoặc là immersion, tức là mình chìm đắm ở trong thiên nhiên. Mình chìm đắm vào trong thiên nhiên. Và trong tiếng Việt của mình thì có một chữ rất là hay là chữ hòa mình vào thiên nhiên. Chúng ta hòa mình vào thiên nhiên. Và rất là đáng tiếc là cái cách thưởng thức đấy bây giờ nó trở thành một cái rất là lạc lõng. Chúng ta chỉ đứng trước thiên nhiên hoặc là đứng trong cái cáp treo của mình và chúng ta chụp ảnh xuống, thay vì chúng ta hòa mình vào thiên nhiên. Thì một trong những cách mà chúng ta cần phải làm là chúng ta cần phải đi vào thiên nhiên, ở xung quanh nó là mình được bao bọc bởi thiên nhiên, mình nghe, mình chạm, mình ngửi, thậm chí mình còn nếm nữa. Đó. Không chỉ ngắm nhìn và cũng không chỉ bằng cơ thể mà còn bằng tâm hồn nữa. Ví dụ ta có thể xem là trong cái khung cảnh này thì những cái cảm xúc gì của ta đang trỗi dậy. Chúng ta đang có những cái suy nghĩ như thế nào. Cái gốc cây sần sùi này nó rất là đẹp về mặt thị giác, đúng không? Nhưng ta có thể hình dung là nó đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Hồi nó còn trẻ thì xung quanh nó là như thế nào? Trong cái cuộc đời của nó, từ lúc nó vào một cây nhỏ đến bây giờ nó đã trải qua những cái gì? Đó. Và mình có thể mình suy ngẫm về cuộc đời của mình, về thiên nhiên nói chung. Tóm lại là tất cả những cái liên tưởng, những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ đấy cũng là một phần của việc chúng ta thưởng thức thiên nhiên, không chỉ là chúng ta chụp ảnh hoặc là nhìn bằng mắt thường, nhìn bằng con mắt. Khía cạnh thứ ba cũng rất là đặc biệt, rất là quan trọng là chúng ta lắng nghe những câu chuyện của thiên nhiên. Ở đây có cái khía cạnh của cái đầu nữa. Thiên nhiên kể rất là nhiều chuyện cho chúng ta, nhưng chúng ta chỉ có thể lắng nghe được khi mà chúng ta có được những kiến thức nhất định về địa chất, về sinh học, về sinh thái, về vật lý. Ví dụ với cái ngọn lửa này, chúng ta có thể ở cái tầng nông, chúng ta có thể thấy là ngọn lửa có cái hình hài rất là đẹp, về mặt thị giác rất là hay. Nhưng ở tầng sâu hơn, chúng ta có thể thấy là ngọn lửa đang kể với chúng ta câu chuyện là những cái cây này là thực ra nó được tạo ra bởi không khí. Và khi mà nó cháy thì những cái cây đấy cũng biến lại thành không khí. Và cái nhiệt của cái ngọn lửa này chính là nhiệt của mặt trời đã đi vào cây. Và cái phần tro tàn còn lại, một chút tro tàn còn lại khi mà cái cây nó cháy xong, chính là cái phần mà nó không đến từ không khí mà nó đến từ đất. Như vậy là khi nhìn cái ngọn lửa đang cháy đấy, chúng ta thấy cả không khí ở đấy này, chúng ta thấy cả mặt trời ở đấy này, chúng ta thấy cả đất ở đấy này, và chúng ta thấy toàn bộ cái sự vận hành của vô cùng nhiều những cái process, những cái quá trình khác nhau trong vũ trụ. Và khi đấy thì cái cảm thụ của chúng ta nó sẽ đẹp đẽ hơn rất là nhiều là chúng ta chỉ nhìn ngắm cái hình hài của ngọn lửa này, đúng không? Như vậy là những câu chuyện của thiên nhiên nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong cảm thụ chúng ta. Và đây là một trong hai cái phát hiện với tôi rất là lớn, rất là quan trọng. Tôi không có gần gũi nhiều với văn hóa của phương Đông, nhưng mà trong cái lúc mà tôi làm việc với chủ đề này thì tôi phát hiện ra là thơ của phương Đông, cụ thể là thơ của Trung Quốc, của Việt Nam cổ và của Nhật Bản, vô cùng tuyệt vời trong cái chuyện là họ cảm thụ thiên nhiên như thế nào. Các bạn có thể tìm đọc có hàng nghìn bài thơ như thế, nhưng mà ở đây tôi chỉ trích dẫn vài bài thơ để thấy được là cái cách thức cảm thụ của cha ông ta nó tuyệt vời nhưng mà nó cũng rất là hiện đại như thế nào. Ví dụ như là cảm nhận đa giác quan. Núi trống vắng tanh người, chỉ nghe vọng nói cười, nắng vào trong núi thẳm, lên đám rêu xanh soi. Như vậy đây thì cái chi tiết mà nó cho ta cái cảm giác là đây là cái núi non sâu thăm thẳm, nó không đến từ cái nhìn, nó đến từ cái việc âm thanh của người, là chúng ta cảm thấy âm thanh của người ở những cái nơi xa nó vọng lại, và chính là cái mà nó tạo ra cho chúng ta cái cảm giác là không gian nó rất là rộng lớn. Còn cái tầm nhìn ở đây nó không có view gì cả, chúng ta chỉ nhìn thấy một cái tia nắng nó chiếu vào rêu xanh thôi, còn lại là rừng núi âm u đó. Nhưng đây là một cái sự cảm nhận mà cái âm thanh nó rất là quan trọng. Ví dụ như vậy. Ví dụ khác, Côn Sơn suối chảy rì rầm, ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Bài này rất là phổ biến đúng không? Côn Sơn có đá rêu phơi, ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm. Đó. Tức là ông Nguyễn Trãi, ông ấy dùng giác quan nghe này, và ông ấy dùng các giác quan sờ để ông ấy cảm thụ cái đẹp của Côn Sơn. Bài thơ này không mô tả là bạn ơi đứng ở trên núi Côn Sơn nhìn xuống thì view rộng lớn lắm. Đó. Ông sẽ nói là cái rêu nó êm như thế nào, mà tiếng suối chảy rì rầm nó thú vị như thế nào. Đó. Chúng ta đã quên mất cách thưởng thức này rồi. Chúng ta quên mất rồi, bởi vì trong túi ra lúc nào cũng có cái máy ảnh, ra chụp ảnh. Chúng ta quên mất là có cái tiếng suối rì rầm. Hoặc là người ta cũng vẫn dùng mắt, dùng cái nhìn. Như thế là một cái nhìn rất là sâu, rất là tập trung vào những cái chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ như là ông Kikaku thế kỷ 17. Bài thơ của ông chỉ là con ếch nhỏ leo tàu lá chuối, và nó khiến cho cái tàu lá chuối đấy run run. Chấm hết. Thế nhưng mà đấy là một cái sự tuyệt vời đúng không? Thiên nhiên, đấy là thiên nhiên rất là tuyệt vời. Không cần phải view, không cần phải đi săn view rất là khổ công. Hoặc là người ta cảm nhận thời gian trôi. Cái cảm nhận về thời gian này cũng là một cái rất là thiếu vắng trong cái cảm thụ của con người hiện đại hiện nay. Mọi thứ phải nhanh chóng, xe buýt đang đợi, chúng ta chỉ có thể chụp ảnh rồi chúng ta đi, đúng không? Và ở đây tác giả Không Lộ Thiền Sư thì phải dành thời gian cho cái quang cảnh này đủ lâu để mới có thể sense được, cảm nhận được là ông chài ngủ tít ai lay thì quá chưa tỉnh dậy, tuyết bay đầy thuyền. Rất là tuyệt vời. Hoặc là đây là một cái mà lúc là trẻ con chúng ta cũng vẫn hay quan sát cái sự di chuyển của bóng nắng á, nhưng mà rất là đáng tiếc khi lớn lên thì chúng ta không coi cái đấy là quan trọng nữa, đúng không? Bóng dây bầu chậm chạp bò trên thảm cói. Một cái vẻ đẹp của thiên nhiên phổ biến xung quanh chúng ta rất là tuyệt vời. Nhưng bây giờ chúng ta có còn khả năng để chạm vào những cái đẹp nữa hay không? Hay chúng ta đã đánh mất cái khả năng đấy? Hoặc là ghi nhận và trân trọng những điều bình dị nhất, nhỏ nhất. Ví dụ như là cái hoa bìm bìm á, giống như một loại hoa rau muống đúng không nhỉ? Bìm bìm là một loại họ rau muống. Thì nữ tu sĩ Chiyo của Nhật Bản là một trong những tác giả mà haiku rất nổi tiếng. Thì làm bài thơ là cành bìm bìm hoa tía quấn quanh chiếc gầu, cho nên bà ấy không nỡ xách cái gầu ra để phá cái dây bìm bìm đấy. Bà ấy cứ để cái gầu như thế và bà ấy đi sang hàng xóm để xin nước. Và bây giờ người dân của cái đảo nơi quê hương của bà Chiyo này thì lấy cái bông hoa gió muống tím đấy là biểu tượng cho cộng đồng của mình. Và chúng ta có thể thấy là một cái thẩm mỹ nó rất là tinh tế, và nó tôn trọng những cái chi tiết rất là bé trong thiên nhiên. Không cần phải những con chim ưng hay là con voi sư tử gì đấy, mà một bông hoa rau muống cũng có thể khiến người ta tự hào và lấy làm biểu tượng cho cộng đồng của mình. Câu hỏi tiếp theo là về mặt thời gian. Tiếp tục hả? À ok. Có khi nào thì thiên nhiên xấu xí? Ở đây những ai cho rằng là không có cái gì trong thiên nhiên xấu xí, tất cả mọi thứ đều đẹp cả. Ok, cũng khá. Còn lại thì một số bạn thì khá nhiều bạn cho rằng có một số thứ trong thiên nhiên là xấu xí đúng không? Đáng tiếc chúng ta sẽ không có đủ thời gian để chúng ta thảo luận sâu, nhưng đây là một cái chủ đề rất là quan trọng của triết học, và tôi cũng rất là quan tâm tới nó. Và đến bây giờ thì tôi phần lớn là không thấy thiên nhiên xấu xí nữa. Có một cái mà người ta hay cho rằng nó xấu, đấy là cái sự phân hủy của xác chết động vật. Nhưng mà thực ra khi mà chúng ta nhìn sâu vào, chúng ta thấy là xác chết động vật là một cái hệ sinh thái tuyệt vời. Chúng ta có giòi bọ này, chúng ta có sâu này, chúng ta có côn trùng này, chúng ta có các loại chim này, các loại kền này, các loại động vật ăn thịt, xác chết vân vân các thứ, và nó nằm trong cái vòng xoáy của vũ trụ. Đó. Cái đẹp này được người ta nói là cái đẹp khó khăn, một cái đẹp thách thức, một cái difficult beauty. Nó khác với cái đẹp của một bông hoa, cái đẹp của một thác nước, cái đẹp của một đồng cỏ. Đấy là một cái easy beauty. Easy beauty không có nghĩa là nó kém cỏi hơn về mặt giá trị, nhưng mà nó dễ để chúng ta tiếp cận hơn. Bông hoa rất là dễ để tiếp cận, rất là dễ thấy đẹp. Nó giống như là nhạc của Mozart chẳng hạn đó. Hoặc là tranh, những cái tranh của Phục Hưng. Thế còn cái đẹp này là một cái đẹp khó khăn để mà tiếp cận. Nó giống như là bức tranh của Picasso hay gì đấy, là rất là lằng nhằng, và chúng ta cần phải có kiên nhẫn và kiến thức thì chúng ta mới tiếp cận được cái đẹp của Picasso. Còn cái đẹp của tranh Phục Hưng thì rất là dễ tiếp nhận. Bây giờ tôi sẽ chiếu một cái ảnh cổ xác một con chim thật, và tôi sẽ đọc một cái đoạn ghi chép của tôi về cái xác chim đấy, và các bạn để chúng ta có một cái trải nghiệm. Bởi vì chúng ta cũng không nên cho rằng là trong thiên nhiên chỉ có những cái đẹp dễ, mà chúng ta cũng cần phải đối mặt với những cái đẹp khó khăn của thiên nhiên. Và đây là một người bạn gửi ảnh cho tôi. Tôi không ngờ rằng lúc nào đấy thì những cái ảnh mà bạn bè gửi cho tôi là ảnh của xác chết động vật. Và tôi sẽ đọc một số cái ghi chép của mình. Nó tốn chắc khoảng 1 phút. Thoạt tiên thì cái xác có thể khiến ta kinh tởm, muốn quay đi. Nhưng nhìn sâu vào nó, đồng thời lùi lại trong tâm trí và có một cái nhìn toàn cảnh, thì ta thấy thiên nhiên đang vận hành một cách kỳ diệu. Cái đồng hồ tinh vi đang tích tắc. Cái xác đang chuyển hóa thành bùn đất. Triết gia Rollstone viết về một cái xác tuần lộc mà ông gặp khi mà ông đi dạo. Sự phân hủy của nó sẽ khiến đất đai màu mỡ hơn. Những con giòi sẽ trở thành ruồi, và ruồi sẽ trở thành thức ăn cho chim. Chọn lọc tự nhiên sẽ tạo ra những thế hệ tuần lộc mới, khả năng thích nghi hơn. Vậy nên cái xấu xí của những khoảnh khắc như là cái xác tuần lộc đang giữa này, như là nước hôi thối rỉ ra từ mũi của con sư tử bị bệnh này, hay là một con quạ bị trụi lông này, chỉ là một cái hình ảnh trong một bộ phim dài vẫn đang được chiếu mà thôi. Nhìn tổng thể, những chi tiết xấu xí này không làm cho bức tranh lớn xấu đi. Ngược lại, chúng làm cái tổng thể trở nên giàu có hơn. Cái mà ta thấy xấu được tích hợp trong một cái vẻ đẹp rộng lớn, phức tạp và toàn diện. Thiên nhiên không phải là một công viên giải trí hay là một bộ phim hoạt họa. Cái đẹp của nó là một cái đẹp của sự vật lộn, của u buồn và nghiêm trang. Sự chết là mặt kia của sự sống. Và xác con tuần lộc có thể không cho ta một mô típ để in bưu thiếp, nhưng ở nó có cái đẹp của tấn kịch, của sống và chết đang diễn ra trước mắt ta. Ta nhìn nó với sự kinh ngạc và ta bị cuốn hút cao độ. Và tôi bị ông Rollstone thuyết phục. Cho nên bây giờ mong muốn lớn nhất của tôi là có ai đấy sẽ tặng tôi một cái xác động vật đang được phân hủy để tôi có thể để ở trong vườn của tôi. Và tôi có thể quan sát và chiêm ngưỡng cái quá trình phân hủy của cái xác mèo hay là trồn hay là gì đấy trong từng tháng, từng năm. Và tôi nhìn thấy hoạt động của thiên nhiên thông qua cái xác đấy. Rất là tuyệt vời. Thế còn cái sự săn mồi thì sao? Chúng ta thấy là con zebra, gọi là gì nhỉ? Con ngựa vằn này đang rất là đau đớn, nó bị chết, nó bị đau khổ. Chúng ta có thể thấy được cái đẹp trong cái sự đau khổ này không? Thì ông Rollstone cũng bảo là cái sự đau khổ này cũng là một phần của cái đẹp của thiên nhiên. Và ở đây người ta thậm chí còn nói đến gọi là một cái terrible beauty, tức là một cái đẹp khốc liệt, một cái đẹp rất là terrible, rất là khủng khiếp, nhưng nó vẫn là đẹp. Ok, bây giờ đến phần cuối cùng. Thời gian vẫn ổn đúng không Bình? Thấy cái đẹp mà trước người ta không thấy. Một số những cái trải nghiệm của tôi nhá. Cái đầu tiên mà tôi hưởng được từ cái dự án này là tôi bắt đầu sống với các giác quan khác của mình, không chỉ với cái nhìn. Bởi vì trước kia tôi là một người rất là nặng về cái nhìn và nặng về đầu óc. Thì bây giờ tôi bắt đầu sống lên với những cái giác quan khác, và những cái âm cảnh quanh ta là những cái điều tuyệt vời mà chúng ta bị bỏ qua. Người ta nói đến phong cảnh á, landscape, và có lẽ trong tiếng Việt rất ít người nói đến soundscape, âm cảnh. Thế nhưng mà thực ra cái âm cảnh này nó vô cùng là hay, vô cùng là đẹp, đúng không? Và nhiều khi ở những cái không gian khác nhau thì cái ấn tượng mà lưu lại trong tôi là âm cảnh chứ không phải là cái phong cảnh. Đấy là một cái mà nó tác động lên đời sống cá nhân của tôi. Mùi vị của đất trời. Rất là thú vị là khi tôi post lên trên Facebook, các bạn ơi, các bạn có những cái kỷ niệm gì mà bằng mùi vị với thiên nhiên ấy, thì tôi nhận được gần 200 cái comment. Mùi vị của mưa này, của lá này, của rêu này, của đất này, của mùi vị của nắng này, của mùa hè này, của mùa đông này, của mùa thu này. Nó rất là phong phú, rất là tuyệt vời. Và tất cả những cái mùi vị đấy không thể nào được truyền tải qua các bức ảnh trên Facebook. Sình lầy rực rỡ, đây là phát hiện thứ hai của tôi trong cái dự án này. Và với tôi bây giờ sình lầy vô cùng thú vị. Và nếu bây giờ được lựa chọn giữa một cái chuyến đi vào rừng nguyên sinh, các cái cây cổ thụ cao như thế này, và sình lầy, thì tôi sẽ đến những cái vùng như là Đồng Tháp 10 hay là vườn quốc gia Xuân Thủy hay cái gì đấy. Bởi vì với tôi nó là một cái sinh cảnh cực kỳ đặc biệt. Cái ảnh này là một cái bức ảnh anti-view, nó không có view gì cả. Một cái bụi cây đập ngay vào trước mặt của chúng ta. Bạn Nga là một bạn gai của tràm chim Đồng Tháp. Và cái sự rực rỡ ở đây nó không phải nó đến từ những cái đám mây ở trên trời, mà nó đến từ cái sự sống ở bên trong nó. Rất là khó để tôi mô tả với các bạn cái cảm giác khi mà 6 giờ sáng chúng ta đi vào cái vùng sình lầy này, mặt trời lên, chim chóc bắt đầu cái một ngày bình thường của nó, cuộc sống của nó, hoa súng bắt đầu nở ra, và nó là một cái sự vô cùng thú vị. Và chúng ta sẽ thấy những cái con như là con cò mỏ ốc này, nó sinh sống cuộc đời của nó, những con vật mà chúng ta hoàn toàn không biết là nó tồn tại, và thiên tạo hóa nó tạo cho nó những cái vị trí riêng của nó trong hệ sinh thái này, trong cuộc đời này. Rất là tuyệt vời. Tôi cũng nhìn thấy cái vẻ đẹp của khi xấu trời. Chúng ta đều rất là thích những ngày như ngày hôm nay, nắng vàng trời xanh, nhưng mà cũng có những cái vẻ đẹp của những cái bầu trời xám. Và tôi đã tìm được những cái trang blog mà họ chỉ đăng những cái ảnh của bầu trời xám xịt vào thôi. Và nó rất là đẹp. Khi chúng ta nhìn rất là sâu vào những cái bầu trời xám đấy thì nó đẹp vô cùng. Và có những cái video ở trên YouTube, cái người quay sẽ đi trong mưa, ví dụ đi ở Kyoto hay là Tokyo hay đâu đấy, và họ đi khoảng 2 tiếng đồng hồ trong mưa, không có cái gì khác xảy ra cả, phố xa cũng rất là bình thường. Và những cái đó có khoảng nửa triệu người xem mỗi một video. Và tôi đã đóng góp khá là nhiều vào cái view của những cái video đấy. Và những cái cá nhân đấy đã khiến cho tôi cảm nhận được cái vẻ đẹp của trời mưa lúc ở Hà Nội. Tôi cũng muốn đi tìm thời gian trong sỏi đá, bởi vì những cái đá này có thể nó rất là đẹp về mặt thị giác, nhưng nó còn đặc biệt hơn nữa khi ta biết được là nó đã từng ở dưới lòng biển, rồi nó lại được đưa lên trên mặt biển, rồi nó lại đưa xuống mặt biển trong cái lịch sử 300 triệu năm của nó. Mình có hình dung được 300 triệu năm không? Nó rất là khó hình dung, đúng không? Và thật là may mắn khi mà chúng ta được chạm vào một cái gì đấy và chúng ta biết rằng nó đã có 300 triệu năm, nó có 300 triệu tuổi, đúng không? Và cái đẹp của nó đến từ thời gian, chứ nó không chỉ là những cái đường vằn trên bề mặt. Và có một khái niệm nữa rất là quan trọng, là khái niệm diệu kỳ, wonder. Và cái quan trọng ở đây là mình có chạm được vào cái kỳ diệu đấy hay không. Nó không chỉ là một cái sự tò mò, mà nó khiến ta bất ngờ, rồi kinh ngạc, rồi ngưỡng mộ, rồi ta có cảm giác rằng đây là một cái gì đấy nó nằm ngoài cái hình dung của ta, nằm ngoài cái sự hiểu biết của ta, ta không chạm được vào nó. Nó khiến cho ta phải dừng mọi hành động lại, và chúng ta bất động, chúng ta chăm chú quan sát nó, và chúng ta quên mất chính bản thân mình. Trong cái niềm vui đấy chúng ta quên mất, thậm chí quên cả chụp ảnh và quên selfie. Và cái cảm quan diệu kỳ này là một cái cú sốc, nó khiến chúng ta đánh bật ra khỏi cái sự uể oải và xám xịt của cuộc sống hàng ngày. Cho nên mình ra vườn và mình nhìn thấy con thằn lằn nó rất là kỳ diệu, thì đấy là cái giây phút mà con thằn lằn nó giúp ta được đánh bật ra khỏi cái sự uể oải của cuộc đời. Và tôi đã từng đọc những cái cuốn sách chỉ viết về sên mà thôi. Sên sống như thế nào, nó làm tình ra sao, rồi nó ăn cái gì, cái mắt của nó ra sao, nó cảm nhận bóng tối vân vân như thế nào. Và tôi không hiểu tại sao mình có thể đọc được một cuốn sách về con sên, sách dày và rất nhiều thứ khó hiểu xảy ra. Hoặc là nếu bạn nhìn sâu vào sự sống thì một lúc nào đó cái sự kỳ diệu của nó sẽ khiến bạn bị choáng váng. Cái con chim này nó không đẹp như là con cỏ, nó không đi vào trong thơ ca, nó cũng không màu sắc như là một con vịt hay là gì đấy, nó nửa cò nửa vịt, nó cũng không bơi, nó đi lại lật khật ở những cái vùng nước ngập mặn ở miền biển. Thế nhưng mà khi ta biết rằng là con chim này có thể bay từ Alaska đến New Zealand 8 ngày không nghỉ, và chúng ta không biết là nó ngủ như thế nào, nó ngủ ở trên những ngọn gió, chúng ta không biết là nó định hướng như thế nào, nó định hướng bằng những ngôi sao, rồi nó sử dụng năng lượng như thế nào. Khi mà nó hạ cánh xuống thì cơ thể của nó có thể mất đi một nửa trọng lượng so với lúc mà nó cất cánh bay lên. Thì đây là một cái sự kỳ diệu của thiên nhiên mà chúng ta biết được bởi vì chúng ta đã lắng nghe cái câu chuyện của nó đó. Và khi chúng ta biết như thế rồi thì chúng ta không có muốn có một cái app áp một cái chuẩn đẹp khác của con cò hay con công hay con gì khác vào cái con chim này. Con chim này nó là hoàn hảo, nó một cái đẹp của cái sự hợp lý, của sự hoàn hảo mà thiên nhiên đã trao tặng cho nó. Hoặc là khi mà chúng ta nhìn sâu vào thì cái bình thường trở nên là phi thường. Ví dụ như con chuột chuẩn ngô này 4 cm, nhưng các bạn có biết là nó cũng di cư từ miền Nam của Ấn Độ cho tới Trung Phi qua rất là nhiều chặng đường, và cái chặng đường này nó là dài còn gấp 3 lần Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Một con chuồn chuồn bay chặng đường gấp 3 lần Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để di cư, và sau đấy thì nó lại đi lên Bắc Phi, Somalia và nó quay lại. Và trong quá trình nó bay lại từ Somalia đến miền Nam Ấn Độ 5.000 km thì nó bay non-stop, không có chặng dừng. Rất là kỳ lạ đúng không? Và làm sao nó làm được như thế? Đây là một cái điều bí ẩn đối với khoa học. Và có những vị giáo sư đáng kính bỏ ra mấy chục năm trong đời mình chỉ để nghiên cứu với con chuồn chuồn. Và với ông ấy thì con ấy làm đẹp vô cùng. Đây cũng là một cảnh nữa của tràm chim Đồng Tháp lúc buổi sáng sớm. Một con gà lôi Ấn Độ, và nó có cái chân rất là kỳ lạ. Với cái chân này nó có thể đi ở trên mặt nước bởi vì nó dẫm lên trên lá sen hoặc là rong rêu ở dưới mà nó không bị chìm xuống. Bởi vì cái chân của nó có những cái ngón chân nó rất là dài ra ấy. Và nó đang sống trên cái thế giới của nó với những hoa súng và những cái hoa vàng này, và một cái thế giới vô cùng phong phú. Cái câu thiên đường ngự trị giữa nhân gian này là của bạn Nga, là cái bạn mà làm guide tour cho tôi, dẫn tôi đi trong cái buổi em đấy. Và bạn Nga nói như vậy, và tôi tin rằng bạn ấy có một cái tình yêu và cảm thụ cái đẹp vô cùng sâu sắc đối với cái khung cảnh đấy. Bạn ấy đã đi những cái tour này đã hàng nghìn lần rồi, thế nhưng mà khi mà đi với tôi thì bạn vẫn reo lên, ôi bạn niềng niệc hay gì đấy chẳng hạn, ôi gà lôi Ấn Độ, như là mình nhìn thấy một celebrity kiểu đấy. Và tôi khá là ghen tị với những người như thế, bởi vì họ có khả năng cảm nhận được cái sự diệu kỳ ở những nơi rất là gần gũi xung quanh mình. Và khi mà nhìn kỹ thì ok 2 phút đã thì sự diệu kỳ nó có mặt ở mọi nơi. Ví dụ như cái lá dương sỉ này, dương sỉ là một cái loại thực vật mà nó có từ hàng 300 triệu năm nay, 350 triệu năm nay, và trong ánh nắng nó rất là đẹp, rồi nó có cái giọt sương ở trên cái lá này. Và cái ảnh cuối cùng mà tôi muốn kết thúc là cái ảnh này, và không có một cái gì nó tầm thường hơn, nó bình thường hơn là cái ảnh này, đúng không? Một cái bầu trời xám xịt, nhiều mây, mấy cái ngọn cỏ lưa thưa giống như là con mèo bị lông ướt xong rồi bị giật điện, xong rồi một cái mạng nhện không hoàn hảo bị rách. Thế nhưng mà khi mà chúng ta có cái tâm trí và khả năng để mà nhìn vào cái đẹp của cái hình ảnh này thì chúng ta có thể ở với nó rất là lâu và chúng ta ngưỡng mộ nó. Không biết là bị quá bao nhiêu giờ nhỉ? Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Giang đã có một cái phần chia sẻ xuyên lịch sử, đúng không ạ? Và đưa cho mọi người rất nhiều để nhiều thứ để suy ngẫm. Một cái khung mà tôi nghĩ là rất là tốt để mình bắt đầu suy nghĩ về cái quan hệ của mình với thiên nhiên ấy. Thế thì cái phần tiếp theo thì chắc là phần của Thảo Kim luôn. Thảo Kim sẽ là cái người mà có thể chia sẻ những cái trải nghiệm nó cá nhân hơn, nó trực tiếp hơn qua những cái hoạt động của mình. Xin mời Thảo Kim nhé. Chào tất cả các bạn. Sau phần chia sẻ của anh Giang vừa rồi thì mình đang mường tượng là trong não các bạn, các neuron đang phát sáng và các tín hiệu trong neuron bắn liên tục vào nhau. Cảm giác như là đầu mình đã to ra. Và để mà chuyển sang phần bài nói tiếp theo thì hẳn là cần một cái sự chuyển giao. Và cũng rất là thú vị là mặc dù mình làm về giáo dục, môi trường và sinh thái, nhưng mà cái bài nói của mình sẽ không có nhiều fact, nhiều thực tế về tự nhiên bằng bài nói của anh Giang. Mà để sang cái phần chia sẻ của mình thì mình rất là mong mọi người có thể chuyển cho cái bộ não của mình được nghỉ ngơi một chút. Và mình chuyển xuống đây ạ. Nếu mà mọi người cảm thấy thoải mái thì mình hãy cùng đặt tay phải lên trên trái tim của mình ạ. Mọi người có thể không cần nhìn mình, thử nhắm mắt lại và xem là bằng cái đôi bàn tay này mình có đang cảm nhận được nhịp đập trái tim của mình không? Mình thì cảm nhận rất rõ bởi vì mình vô cùng run. Nhưng mà không biết là ở phía dưới mọi người Mình có nghe thấy trái tim của mình đang đập qua đôi bàn tay không? Ngày hôm qua khi mà mình có một cái trải nghiệm bãi giữa thì có một người anh đã chia sẻ với mình là lần đầu tiên nghe thấy trái tim mình đập, bởi vì trước đây nghĩ là nếu mà trái tim mình đập thì chứng tỏ là có vấn đề, phải đi viện. Thế nhưng mà nếu như mà mình thực sự có đủ sự tĩnh lặng thì mình hoàn toàn có thể nghe trái tim đập. Và mình khi mà nói về kết nối thiên nhiên thì một điều mọi người rất hay chia sẻ đấy là rất là chán vì ở trong thành phố chẳng có tự nhiên, không biết kết nối với cái gì cả. Thế nhưng mà ngay đây, trên cơ thể các bạn, tự nhiên ở đây, đúng không ạ? Và một cái rất là rõ ràng khi mà chúng ta có thể cảm nhận được trái tim, cảm nhận được da thịt của mình có thể thử cầm nắm lại bàn tay của mình hay cầm nắm bàn tay của người bên cạnh của mình. Mình thấy là tất cả chúng ta đều được cấu tạo từ những tế bào, đúng không ạ? Ai cũng biết, cơ thể con người được cấu tạo từ những tế bào. Chúng ta gọi đó là tế bào cơ thể người. Nhưng có một điều có lẽ không có mấy ai biết, đấy là cơ thể của chúng ta nhiều tế bào vi khuẩn hơn tế bào của cơ thể người. Các nhà khoa học đánh giá là trên cơ thể của chúng ta có tổng cộng khoảng 30.000 tỷ tế bào cơ thể người. Nhưng mà chúng ta trong cơ thể này bình quân có đến 39.000 tỷ vi khuẩn và vi sinh vật. Như vậy là cơ thể của bạn đây được thành tạo phần lớn là bởi vi khuẩn và vi sinh vật. Thậm chí không cần phải là tế bào người. Vậy thì bằng một cách nào đó suy nghĩ về cái thực tế này, bạn có thể thấy là nếu như không có vi khuẩn và vi sinh vật thì không có bạn. Bạn sẽ không thể sống được. Hệ vi sinh trong cơ thể chúng ta cho chúng ta một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cho chúng ta một cơ thể khỏe mạnh và thậm chí là cho chúng ta có một tâm lý và tinh thần khỏe mạnh. Nhưng mà nếu như mà cái việc nghĩ rằng sự sống của mình bị phụ thuộc vào những sinh vật nhỏ tí mà thậm chí mắt mình không nhìn thấy là một điều gì đấy có thể sẽ mới lạ với rất nhiều người. Vì chúng ta đang ở trong một cái thời đại mà cái sự độc lập, tự chủ nó được đề cao. Nhưng mà bất cứ ai nghĩ rằng mình hoàn toàn làm chủ cuộc đời của mình mà không cần đến ai khác thì cần phải suy nghĩ, cần phải nín thở 5 phút, suy nghĩ thật kỹ về điều này. Và có những bạn cười thì mình đoán là bạn hiểu thâm ý của mình ở đây, đúng không ạ? Chính cái hơi thở của chúng ta đã là một lần nữa sự kết nối của chúng ta với thiên nhiên. Khi mà bạn hít vào và thở ra thì 50% lượng oxy mà chúng ta hít vào, thở ra đến từ những cánh rừng, những cái cây cỏ. Và 50% còn lại là đến từ rong, rêu, tảo biển, sinh vật phù du trên mặt nước. Chúng ta đang ở một không gian rất tuyệt vời để trải nghiệm điều này. Thế nên mình mời các bạn trong vòng nửa phút thôi, đừng nhìn mình nữa. Hãy nhìn ra xung quanh không gian ở ngoài kia. Nhìn xem chúng ta có những sinh vật quang hợp nào ở trong cái không gian này. Và nhìn vào những cái tán cây, những mặt nước đó và mường tượng là khi cây mở cái khí khổng ra để hút CO2 vào và thải khí oxy ra thì chỉ trong vòng vài giây hoặc cùng lắm là vài phút cái khí CO2 đấy đã nằm trong cơ thể của chính bạn rồi. Đấy là một cái sự liên kết, một cái sự kết nối mà chúng ta không thể phủ nhận được. Chúng ta phụ thuộc vào thiên nhiên, chúng ta là một phần của thiên nhiên. Nhưng mà không biết là chúng ta có tự nói với mình hay nói với thiên nhiên bao giờ về chuyện là mình cảm ơn vì các bạn ở đây, mình cảm ơn vì những cái cây kia ở đây mà chúng ta có không khí để thở, cảm ơn cái hệ vi sinh trong cơ thể của mình có một cơ thể khỏe mạnh, cảm ơn những sinh vật, có thể là cỏ cây, có thể là động vật đã phải hy sinh để chúng ta có những bữa ăn và có dinh dưỡng. Đấy là một cái mối quan hệ hai chiều giữa con người và tự nhiên mà chúng ta, theo nói tiếng Anh là cannot thank enough, chúng ta không thể cảm ơn đủ được. Nhưng cái cảm thức về việc ta ở đây là bởi vì ta là một phần của mạng lưới sự sống, nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy rất khác khi các bạn nhìn ra không gian ở ngoài kia. Và nhà văn Robin Wall Kimmerer có nói một câu rất là thú vị, đấy là khi mà ta nhận thức được là mình yêu thiên nhiên thì điều đó sẽ thay đổi bạn, sẽ khiến cho bạn có động lực để làm hành động ABC. Nhưng khi mà bạn nhận thấy là thiên nhiên cũng yêu bạn nó tạo nên điều khác biệt hoàn toàn. Bởi vì cái mối liên kết giữa bạn và tự nhiên nó đã trở thành một cái sợi dây kết nối thiêng liêng. Và các bạn nhìn ra ngoài kia, các bạn có thể mường tượng được là những cái cây, những bụi cỏ hay mặt nước cũng đang nhìn thấy chúng ta, cũng đang có kết nối với chúng ta và quan tâm đến chúng ta không? Liệu chúng ta có thể có cái nhìn như vậy được không? Và nói đến cái nhìn thì ở trong bài của anh Giang cũng đã nói rất nhiều rồi. Mình chỉ muốn thêm một cái gần như kiểu là vấn đề hay là một cái sự thật. Đấy là cái cách mà chúng ta nhìn tự nhiên. Chúng ta luôn luôn nhìn tự nhiên qua một cái lăng kính. Cho dù là các bạn có đeo kính thật hay không nhé, thì ai cũng có một cái lăng kính mà từ đó chúng ta nhìn thế giới xung quanh. Và cái lăng kính đó thì được tạo thành bởi rất nhiều thứ. Bởi giáo dục, bởi văn hóa, bởi cách các bạn lớn lên, bởi những người mà các bạn sống cùng. Và người ta có câu là vẻ đẹp thì ở trong con mắt của kẻ ngắm nhìn. Vì thế nên là có những người sẽ không nhìn thấy được vẻ đẹp nào là tầm thường ở trong tự nhiên, nhưng mà có người thì có. Thì liệu cái cách mà chúng ta nhìn tự nhiên nó có đang làm đau tự nhiên không? Thì bài của anh Giang đã nói rất nhiều về vấn đề này rồi. Mình sẽ chỉ thêm một ý nho nhỏ nữa thôi. Đấy là chúng ta bằng một cách nào đó, con người có một cái gu hướng tới những thứ nó đồng nhất. Nếu chúng ta nhìn thấy một cánh đồng bạt ngàn toàn hoa tulip, hay là hoa cải, hay là cỏ, nhìn sân gôn chẳng hạn, chúng ta thấy wow, đẹp tuyệt vời. Nhưng trong tự nhiên thì không có độc canh, mà những cái các bạn đang nhìn thấy đó là độc canh. Để có những cánh đồng bạt ngàn như vậy, cần rất nhiều những cái nguồn lực từ bên ngoài vào. Chúng ta cần có máy cắt cỏ, chúng ta cần có thuốc trừ sâu, cần có con người chăm sóc. Như vậy liệu chúng ta có thể học cách chấp nhận và ôm ấp cái sự đa dạng, cái vẻ đẹp nó có thể là không được thuần nhất ở trong tự nhiên hay không? Liệu chúng ta có thể nhìn vào một cái vệ cỏ ven đường với những cái cỏ cao thấp lún phún, cái thì lá to, cái thì lá nhỏ, thậm chí là lá rơi cũng đầy ở đấy, nó không hề ngăn nắp đẹp đẽ. Liệu chúng ta có thể nhìn được vẻ đẹp ở trong đấy hay không? Thì đấy là một cái khiến cho cái cách mà chúng ta, một cái ví dụ nhỏ thôi của việc là cái cách mà chúng ta nhìn tự nhiên có thể làm đau tự nhiên. Bởi vì cái yêu cầu mà chúng ta có đó sẽ thúc đẩy hàng loạt quá trình sản xuất và tiêu dùng sản phẩm cũng như dịch vụ cũng như du lịch để đáp ứng cái thị hiếu này của chúng ta. Chúng ta muốn là phải nhìn thấy cả một cánh đồng hoa cải rộng 2.000 hectare, hay là chúng ta muốn nhìn thấy toàn bộ cà rốt trong siêu thị phải cùng màu, cùng kích thước, nhìn giống hệt nhau. Nhưng mà trong tự nhiên làm gì có cái đó. Vậy thì chỉ bằng một cái thị hiếu, một cái sở thích đó thôi là chúng ta đang bẻ lái cái con đường mà loài người đang đi, nó ra khỏi cái quỹ đạo của tự nhiên rồi. Vậy nên là lời mời của mình là làm sao chúng ta có thể nhìn tự nhiên bằng một đôi mắt mới. Một đôi mắt mới ở đây không có nghĩa là bạn phải đi thay kính hay thay một cái giác mạc khác, nhưng sẽ có rất nhiều thứ ở trong tự nhiên mà bình thường chúng ta hoàn toàn không để ý đến. Chúng ta thường sẽ bị thu hút bởi, đây là chúng ta nói đến cảm quan là nhìn nhá, thì thường chúng ta sẽ bị thu hút bởi cây này, động vật này, nhất là những con vật nào mà cute dễ thương, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không biết là ở đây có ai thường xuyên sẽ thích, có sở thích là ngắm sâu bọ, ngắm côn trùng, đúng không ạ? Hoặc là thích ngắm những cái cây phủ trên mặt đất mà cứ li ti, hoặc là thậm chí đơn giản là ngắm lá rung rinh khi gió về, ngắm ánh mặt trời chiếu xuống và tạo những cái hoa nắng ở trên sàn. Nên anh Giang có nói đến. Vậy thì làm sao? Tự nhiên nó vẫn như vậy thôi, nhưng mà cái mắt của mình nhìn tự nhiên nó khác đi, là ta đã tìm thấy vẻ đẹp rồi. Thì điều này sẽ dẫn đến một ý tiếp theo của mình, đấy là tự nhiên gần hơn bạn tưởng. Ngoài cái việc lúc nãy mình đã nói với bạn là cái cơ thể này của chúng ta là tự nhiên, hơi thở này của chúng ta là tự nhiên, thì khi bạn nhìn quanh đây một cách hơi xa xôi thì toàn bộ những thứ gì ở trong văn phòng này nó đã đến từ tự nhiên. Nhưng mà cái đấy có thể rất là khó để chúng ta nhìn ra. Nếu chúng ta đi ra ngoài kia, mình có thể mời mọi người là sau cái talk show này đi dạo quanh không gian ở nhà máy xe lửa và tìm xem các bạn thấy thiên nhiên ở đâu, thì mình cá là các bạn sẽ thấy vô cùng nhiều. Trong cái chuyến đi mà bọn mình đi bãi giữa, mình có thể đếm được, trong khả năng hiểu biết ít ỏi của mình, ít nhất là 40 loại cây khác nhau. Vậy thì cái sự đa dạng nằm trong thiên nhiên nó rất là dồi dào, và chỉ là cái cách nào mà chúng ta nhìn thấy. Và chúng ta không cần phải đi quá xa, không cần phải thăm Sơn Đòn, không cần phải lên Sapa để nhìn thấy tự nhiên. Mà mình rất muốn các bạn có thể đi về và xem là mình có nhìn thấy được cây nấm hay cây địa y nào trên đường về không. Cỏ, động vật, lá, từ lá tươi cho đến lá khô đều ở quanh ta. Và để mà nhìn được cái tự nhiên ở gần này thì nó đòi hỏi một điều, đấy là chúng ta cần phải thay đổi cái tiêu cự của cái ống kính mà chúng ta đang nhìn tự nhiên là cái mắt của ta đây. Đôi khi các bạn hãy đến thật gần, các bạn cầm lên một chiếc lá và ngắm nhìn thật kỹ cái họa tiết ở trên chiếc lá đấy. Cái họa tiết đấy khiến cho bạn gợi nhớ thấy điều gì? Bạn có thấy những cái họa tiết này nó đẹp không? Mình thì luôn luôn cảm thấy mê mẩn mỗi khi mình thấy một cái cây mà có cái đọt non ở trên cùng ấy, là mình sẽ đến và cầm hai bàn tay của mình cúp nó vào như thế này và chỉ nhìn xem là cái lá này nó có cấu tạo như thế nào, có bao nhiêu lá ở trên một cái đọt như vậy, và cái lá nó gợi nhớ mình đến cái hình gì. Tuy nhiên đây không phải là một điều tất cả mọi người đều yêu thích, nhưng mà cá nhân mình thì như vậy. Và maybe nếu mà bạn, nếu có thể bạn sẽ đi thử và xem là nó có mang lại cho các bạn một cái nhìn mới hay không. Và một điều nữa cũng rất quan trọng khi mà mình muốn đi ra và kết nối và khám phá hơn, nhiều hơn với tự nhiên, đấy là nuôi dưỡng sự tò mò khám phá. Và cái sự tò mò là cái mà càng lớn lên thì có vẻ người ta càng ít tò mò đi. Với chúng ta nghĩ là mình sống đủ, mình biết thế giới này như nào rồi. Trẻ con, sự tò mò là bất tận. Các bạn ấy nhìn tự nhiên, các bạn nhìn đâu cũng thấy những cái thật là thú vị, hay ho, wow, ồ. Nhưng mà con người chúng ta đi vào trong tự nhiên thì lại không như thế. Và cái sự tò mò khám phá này chỉ cần, nó mới chỉ là một cái ý định thôi, là tôi đi vào không gian này với một sự tò mò, là bạn đã nhìn thấy những cái yếu tố rất là khác so với bình thường rồi. Nhưng để có thể đi vào không gian tự nhiên với một sự tò mò thì lại cần một yếu tố khác, đấy là chậm lại. Chúng ta đang sống trong một thế giới quá nhanh, có quá nhiều thứ để làm, có quá nhiều thứ phải làm, có quá nhiều thứ đang cố gắng cướp cái sự chú ý của chúng ta, đặc biệt là mạng xã hội. Thế thì khi mà chúng ta đang nhanh như vậy, chúng ta chạy từ deadline này sang deadline khác, gặp hết người này đến người khác, xem từ content này đến content khác trên mạng, thì những thứ xung quanh nó cứ chạy qua mà bạn sẽ không nhìn thấy. Và cái này không phải là chỉ với tự nhiên đâu nha mọi người. Cái này là với cả mối quan hệ của bạn, với người thân của bạn, với những người bạn yêu thương và với chính mình. Đôi khi chúng ta bỏ qua cả những cái nhu cầu của cá nhân bởi vì đang mải chạy theo một cái gì đó. Vậy thì để mà chúng ta có thể nhìn được và kết nối được với thiên nhiên thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cần nhắc nhở bản thân làm là phải chậm lại. Chậm lại. Chậm lại ở đây là một cái thực hành của lối sống, một cái thực hành của sự chú tâm. Bởi vì khi mà bạn chậm lại, bạn đưa bạn gần hơn với cái tốc độ của tự nhiên. Có rất ít loài trong tự nhiên mà nhanh được như loài người mọi người ạ. Chưa kể với những cái sáng tạo của chúng ta như là mạng rồi xe cộ, chúng ta trở nên nhanh hơn cả những gì trời phú cho nữa. Thế nên là cái việc mà có thể chậm lại được là một việc chúng ta cần phải chủ động làm. Nếu không thì rất là khó. Đây là những bức ảnh mà, một trong số những bức ảnh ở đây là đến từ cái chuyến đi mà bọn mình đã có 2 ngày vừa rồi ở bãi giữa. Và việc đầu tiên bọn mình mời mọi người làm khi về lại với bãi giữa luôn luôn là chậm lại. Rời xa cái sự chú ý của mình khỏi điện thoại một chút. Chúng ta nói ít đi một chút để tạo không gian cho sự lắng nghe. Và khi mà mình nói lắng nghe ở đây là yếu tố thứ hai cần có khi chúng ta muốn kết nối với thiên nhiên, kết nối thậm chí là với bản thân và với người xung quanh nhiều hơn. Lắng nghe ở đây không chỉ đơn giản là chúng ta không nói và nghe, mà lắng nghe nó còn có nghĩa là chúng ta phải tắt cái này này. Bởi vì đôi khi chúng ta không nói, nhưng mà có cái đoạn băng nó cứ chạy mãi ở trong đầu, đúng không ạ? Nhiều người đi đến những nơi đẹp như Sơn Đòn, nhưng mà trong đầu thì vẫn suy nghĩ về chuyện là bây giờ làm sao mà mình về nhà kịp để làm công việc ABC, hay là bây giờ mình chụp cái ảnh như nào thì đẹp để đăng lên mạng được nhiều like nhất. Như vậy là tâm trí của mình đâu có ở đó đâu. Vậy thì cái việc im lặng để lắng nghe tự nhiên nó sẽ bao gồm cả việc mình nói ít đi, nhưng mà mình cũng phải hạ cái tiếng ồn của tâm trí mình lại để mình có thể tiếp chạm với tự nhiên bằng mọi giác quan. Và ở đây anh Giang lúc nãy cũng đã cho các bạn một số cái ví dụ rồi. Giác quan của chúng ta có gì ạ? Ngoài mắt là cái giác quan mà chúng ta sử dụng nhiều nhất khi mà chúng ta tương tác với thế giới xung quanh, thì chúng ta đang bỏ quên rất nhiều những giác quan còn lại. Mũi ngửi này, tai nghe này, vị nếm này, và đặc biệt là một cái giác quan cực kỳ thân mật, đấy là chạm. Việc chạm là một cái hoạt động gì đấy nó khiến cho cái sự kết nối nó tức thì luôn. bạn chạm vào tay một người khác, hai bạn mà thích nhau, lúc mà chạm vào tay nhau là đây là tín hiệu rõ ràng nhất rồi. Không chỉ còn là những ánh mắt đắm đuối, nháy nháy nhìn nhau nữa. Vậy thì cái chạm này đối với tự nhiên cũng vậy. Khi bạn đến gần một cái cây và bạn chạm vào cái cây đó, không phải chạm một cách vồ vập mà chạm như thể là bạn đang chạm vào tay người mình thích lần đầu tiên vậy. Thì cái chạm đấy nó đánh thức trong người bạn rất nhiều những cái cảm giác, khiến cho cái sự kết nối nó được xảy ra. Và bây giờ mình mời mọi người, chúng ta sẽ cùng thử luôn với nhau. Không phải là thử chạm người bên cạnh, mà chúng ta sẽ thử một cái giác quan dễ hơn, đấy là nghe. Thì bây giờ mình mời tất cả mọi người có thể, nếu như mà thoải mái thì nhắm mắt lại, nếu như không thoải mái nhắm mắt thì chỉ là khép hờ, nhìn xuống dưới. Nhắm mắt lại, và chúng ta tập trung trước hết là vào hơi thở của mình. Hít vào, thở ra một vài hơi để cho tâm trí của mình nó có thể lặng đi. Để cho những cái tiếng nói trong đầu của mình nó yên lặng một chút. Và dần dần mình chuyển sang lắng nghe những tiếng gì mình nghe thấy trong không gian này. Có những âm thanh gì mình nghe thấy trong không gian này. Có bao nhiêu âm thanh? Âm thanh nào gần nhất? Âm thanh nào xa nhất? Và ngoài cái âm thanh là tiếng người nói thì còn gì nữa không? Khi nào các bạn cảm thấy sẵn sàng, mình có thể mở mắt ra lại. Mình hy vọng là vừa rồi mình không du một số bạn vào giấc ngủ. Và khi các bạn ra ngoài kia tương tác với không gian ở đây, hãy thử làm điều này để xem là bạn nghe thấy cái âm thanh gì khác ngoài những âm thanh của con người rất là rõ ràng, bởi vì chúng ta ở đây rất đông. Và tương tự như vậy, bất cứ khi nào các bạn có cơ hội và muốn bình tâm lại và kết nối với không gian xung quanh nhiều hơn, bắt đầu từ đó, bắt đầu từ việc chuyển hướng cái giác quan của mình lên những giác quan mà không phải là mắt nhìn. Và dễ nhất là bắt đầu từ nghe, nhưng mà sẽ còn rất nhiều giác quan khác mà các bạn có thể khám phá. Thì đây cũng là điều mà bọn mình làm ở trong 2 ngày vừa rồi khi bọn mình trải nghiệm bãi giữa. Và mình có thể thấy được là cái hoạt động này khiến cho toàn bộ cái năng lượng, cái cảm xúc của vòng tròn chuyển hướng hoàn toàn, bởi vì ơn mọi người. Cảm ơn Thảo Kim rất là nhiều cho những cái phần nỗ lực mà không có điện thì vẫn vẫn thực hiện được cái phần nói chuyện liên quan đến những cái trải nghiệm của Thảo Kim. Chắc là bây giờ chúng ta sẽ có một cái phần trao đổi chung luôn với cả diễn giả cũng như là với cả các bạn ngồi đây nhé. Thì xin phép chắc là mình kê 3 cái ghế ra đây ngồi cho nó gần với mọi người được không? Chứ không cần phải ngồi ở bàn nhỉ? Anh có thể bỏ đến bàn được à? Em cứ để trên đây. Không, không xem màn hình được, không vấn đề gì đâu. Màn hình là background thôi mà. Sorry mọi người là kỹ thuật bị mất một chút, thành ra là mất một đoạn là không có mic đúng không ạ? Anh Giang ngồi ở giữa đi. Ok, chúng ta nghe cái phần của anh Giang khá là vĩ mô đúng không ạ? Những cái vấn đề rất là lớn để giải thích cái cách mà chúng ta đang kết nối với cả thiên nhiên như thế nào đúng không? Cái công nghệ tưởng chừng vô can nhưng hóa ra vẫn không vô can đúng không anh nhỉ? Nghĩa là đã làm cho chúng ta tha hòa với thiên nhiên hơn đúng không? Và qua những cái nút bấm, những cái màn hình camera làm cho cách chúng ta kết nối với thiên nhiên nó lại càng ngày càng tha hóa ra khỏi thiên nhiên. Cái đấy là cái mà anh Giang cung cấp rất là thú vị. Thảo thì nói kỹ hơn cái cách mà chúng ta cá nhân đúng không? Chúng ta có thể là kết nối với thiên nhiên như thế nào qua cách chúng ta quan sát thiên nhiên, chạm vào thiên nhiên, mở các giác quan khác nhau để thấy rằng là thiên nhiên nó gần gũi với mình như thế nào. Thế thì Bình thì nghe rất là chăm chú và quên bén mất cái nhiệm vụ là mình sẽ phải hỏi trước sẽ hỏi cái gì. Thế thì giờ sao thì cũng nghe cái phần của anh Giang và phần của Thảo ấy, thì Bình vẫn muốn quay lại Hà Nội một chút. Căn bản là chúng ta đang muốn biến Hà Nội thành một thành phố đáng sống với tất cả mọi người đúng không? Và không những với mọi người đâu mà bây giờ với cả cây này, với cỏ này, với cả động vật. Các bạn Bình biết rằng là thực sự trên thế giới thì rất nhiều thành phố bây giờ người ta quy hoạch và người ta thiết kế. Người ta không chỉ thiết kế cho con người nữa, mà người ta thiết kế cho cả những con gà nôi nước, cho cả những loài chim di cư. Căn bản rõ ràng là tất cả thành phố thì thường là những điểm di cư của những cái loài chim khác nhau ấy. Mà mọi người không biết đâu, ở Hà Nội mình ngay bãi giữa sông Hồng thôi, mình biết có khoảng gần 200 loài chim di cư. Bãi giữa sông Hồng thôi nhá, mà đến từ Nhật Bản, Mông Cổ đến Nga. Và nếu như mà chúng ta quy hoạch mà không để ý đến những loài chim di cư đấy chẳng hạn, thì rõ ràng nó sẽ không còn chỗ đến nữa đâu, và nó sẽ biến mất. Thế như vậy thành phố lúc đấy là của mỗi con người à? Buồn chết nhỉ? Thế thì dân muốn hỏi anh Giang và Thảo Kim ấy, khi trong bối cảnh đô thị phát triển rất lớn như Hà Nội này chẳng hạn ấy, thì đâu là cái điểm vào để mà chúng ta có thể là mở ra một cái cách nhìn thiên nhiên mới, kết nối với thiên nhiên mới, hoặc đâu là những cái cơ hội ở Hà Nội mà người nhìn thấy rằng nó có thể là thúc đẩy cái cách mà chúng ta kết nối với thiên nhiên như nào đấy để chúng ta sâu hơn, đa giác quan hơn đúng không ạ? Và hiểu thấu hiểu thiên nhiên hơn ạ. Không biết là anh Giang hay là Thảo muốn chia sẻ trước. Ok, câu hỏi của Bình rất là thú vị và cũng khá là bất ngờ với mình, bởi vì mình cũng chưa bao giờ cho mình cái xa xỉ là suy nghĩ xem Hà Nội có thể trở nên đẹp đẽ hơn như thế nào. Nhưng mà có thể ngay bây giờ thì mình có hai ý mà mình muốn nhấn sâu vào. Thứ nhất là về âm thanh. Chúng ta đang sống trong một cái môi trường bị ô nhiễm âm thanh rất là kinh khủng, và đấy rất là đáng tiếc, bởi vì chúng ta đang đánh mất một cái viên ngọc, một cái thứ đẹp đẽ ở xung quanh mình, qua cái việc là chúng ta không còn cảm nhận được những âm thanh của thiên nhiên nữa, hoặc là chúng ta cũng đánh mất cái thói quen cảm nhận thiên nhiên. Và cái situation, gọi là cái hoàn cảnh rất là mới, bởi vì chỉ cách đây có khoảng hơn 100 năm đổ về trước thôi, thì rất là nhiều những cái thắng cảnh trong dân gian là nói về âm thanh. Âm thanh của tiếng chuông chùa lúc buổi chiều như thế nào đấy, hay là tiếng chim về. Và trong cái văn hóa của người châu Á thì âm thanh đóng vai trò quan trọng trong cái việc là một cái địa danh nào đấy nó trở thành là đẹp đẽ, chứ không phải là cái nhìn. Và tôi rất là tâm đắc với người Nhật, bởi vì họ đã có một cái dự án họ muốn bảo tồn, họ đề cử và bảo tồn 100 cái âm cảnh của quê hương họ, 100 cái soundscape. Và chúng ta hình dung là những cá nhân đấy, những cái địa phương đấy họ có thể bảo ok, bây giờ cái tiếng gió thổi qua cái rừng liễu của chúng ta ở đây nó quá quan trọng, nó quá đẹp, nó quá gắn liền với cái bản sắc của chúng ta ở đây. Chúng ta cần phải bảo vệ cái rừng liễu này để cho con cháu chúng ta vẫn còn nghe được cái tiếng gió thổi qua rặng liễu. Thì khi nào người Hà Nội có được cái nhận thức như vậy, cái tư duy như vậy, và người Hà Nội mới đặt ra cái câu hỏi là ok, thế bây giờ có một cái soundscape nào ở Hà Nội mà chúng ta cần phải gìn giữ, bởi vì nó rất là đặc trưng cho Hà Nội, giống như là ẩm thực Hà Nội, giống như là Hồ Gươm hay là Hồ Tây chẳng hạn ấy, thì sẽ phải có những cái âm cảnh mà nó đặc trưng cho một cái quê hương, cho Hà Nội mình. Thì đấy là một cái mà nếu như tôi được ước nguyện thì tôi mong muốn là những nhà thành lập chính sách chú ý đến chuyện đấy. Ví dụ tiếng âm thanh của tiếng chuông chùa Trấn Quốc hay là của bãi giữa sông Hồng hay là cái gì đấy chẳng hạn. Một ý thứ hai là tôi cũng mong muốn rằng trong cái hướng của chúng ta đến thiên nhiên, kết nối với thiên nhiên, thì chúng ta hãy tìm đến thực sự là thiên nhiên hoang dã, hoang sơ. Chúng ta hãy tránh xa những cái thẩm mỹ của resort, những cái dạng hoa chỉn chu, những cái bãi cỏ rất là độc hại bởi vì nó dùng rất là nhiều nước và hóa chất. Và đấy là những cái sa mạc xanh bởi vì không có côn trùng gì sống ở đấy cả luôn đó. Chúng ta hãy bỏ những cái thẩm mỹ của sân golf, bỏ những thẩm mỹ của những cái resort ở giữa miền Trung nhưng mà nước liên tục bởi vì nó muốn nuôi cái bãi cỏ đấy. Và chúng ta hãy tìm đến cái vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã, của wild nature. Ở đấy nó có cái sự di chuyển thay đổi của mùa ấy. Mùa này thì nó như thế này, mùa kia thì nó như thế kia, chim rồi bướm rồi côn trùng. Và khi chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp của bò sát, của côn trùng, của những cái con thằn lằn và con dế, thì chúng ta không thấy nó là cái gì cần phải loại bỏ nữa. Chúng ta sẽ thấy là một cái bãi cỏ phẳng lì và sạch sẽ, đấy là một cái thứ gì rất là phi tự nhiên. Đó thì tôi rất là hy vọng là trẻ em, người lớn sẽ cùng nhau có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp lộn xộn đấy, hoang sơ đấy. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái đấy nó đẹp đẽ hơn rất là nhiều là những cái vẻ đẹp nhân tạo của resort hoặc là của những công viên. Theo cái xu hướng vẫn làm hiện nay, tức là những cái hoa càng to càng rực rỡ thì lại càng được chụp ảnh và càng được quý. Chắc là em sẽ chỉ bổ sung một cái ý nho nhỏ thôi, đấy là đối với em thì như trong cái bài vừa rồi em có chia sẻ là cái sự kết nối về với tự nhiên nó nếu như mà có một cái hoàn cảnh tuyệt vời để cho chuyện đấy xảy ra thì rất là tốt. Nhưng mà ở trong thành phố thì tất nhiên là chúng ta biết là chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Vì thế nên nó trước hết là đi từ bên trong. Và cái sự quan tâm, tha thiết, muốn có tự nhiên trong thành phố đi từ bên trong mọi người, nó có thể sẽ thúc đẩy mọi người có những cái hành động cụ thể hơn bên ngoài. Ví dụ như muốn là những cái khu dân cư thì nó cần phải có vườn hoa với một sự đa dạng. Hoặc là những cái không gian mà còn sót lại của Hà Nội sẽ được sử dụng vào việc gì? Liệu những cái nơi như là nhà máy ra lửa Xe Lâm, nhà máy xe lửa ra liệu nó có thể bị biến thành các đại đô thị shopping mall không? Những cái cây lớn này liệu còn sống được bao lâu nếu như mà nó không được giữ gìn? Và ở trong một cái thành phố đất chật người đông thì cái sự cạnh tranh về mặt không gian nó đến trực tiếp luôn, là con người cạnh tranh với thiên nhiên. Thế thì làm thế nào để mình giảm được cái sự cạnh tranh đấy? Mình có thể nuôi dưỡng thiên nhiên gần hơn với mình không? Và cái này là không hề dễ dàng nha mọi người. Nếu mọi người thực sự, nếu chắc nhiều người ở đây đã từng thử trồng cây trong nhà, trên ban công và thấy là không dễ. Nhưng mà cái sự không dễ đấy là bởi vì mình chưa thực sự kết nối đủ để hiểu những cái cây này nó cần gì. Còn nếu như mà mình đẩy cái sự kết nối nó lên thành sự quan tâm, và một khi mình đã vào guồng rồi á, mọi người sẽ thấy là để có một cái ban công nhiều cây xanh, một cái vườn cây theo chiều dọc ở ngoài hiên nhà, nó không quá xa vời. Thế nên cái việc đầu tiên trước khi đợi chờ là thành phố sẽ có những cái quy hoạch để có nhiều không gian cây xanh hơn, thì có lẽ là mình có thể tự bắt đầu từ những cái mà mình làm được. Cảm ơn Thảo. Bình có mấy thêm, khi mà mọi người chia sẻ thì mình nhớ ngày xưa ở ban công nhà Bình ấy, thì cũng có trồng cây. Và Bình theo trường phái giả vờ là thuận tự nhiên, các bạn không bao giờ làm cỏ. Cứ kể cây gì mọc thì cây mọc, một cái công viên rất là nhỏ, một cái ban công rất nhỏ thôi, mình đếm khoảng 30-40 loài cây khác nhau, nó mọc, gió nó bay về mà nó cứ mọc lên thôi. Nhưng mà không phải người bạn nào cũng thích. Có người bảo tại sao lại không kiểu như là trồng cho nó tử tế, làm cỏ cho nó sạch, mà lại để cho nó hơi bị luộm thuộm thế này chẳng hạn ấy. Nhà Bình thì rất là thích, mình bảo mọi cái cây đều bình đẳng. Đúng không? Mọi cái cây đều bình đẳng, cây nào mọc được thì nó mọc thôi, tại sao lại phải là bỏ cây này đi và chăm cây kia. Thì cái đấy cũng là một cái Bình thấy rất là thú vị. Cái phần anh Giang chia sẻ rất là hay, căn bản thực sự là âm thanh ấy, nó là một cái cực kỳ gây hại cho động vật. Căn bản là khi mà âm thanh nó lên chẳng hạn thì chim chiếc nó bay nó cần cái âm thanh để nó tìm đường ấy, và khi thành phố quá ồn ào chẳng hạn ấy thì rất là khó cho chim tồn tại và phát triển. Và mình biết là ngày xưa bên Ơ Kìa Hà Nội, chỗ của Hoàng Điệp ấy, có giới thiệu một cái dự án của một bạn là bạn ấy chuyên đi ghi âm tiếng chim ở Hà Nội. Các bạn khi ở Hà Nội thì chúng ta hầu như không nghĩ rằng là không bao giờ lắng nghe tiếng chim cả, đúng không? Chúng ta cùng lắm là nhìn thấy chim trong lồng. Và cái điều đấy thực sự là kinh khủng, là nhốt con chim ở trong lồng, đúng không? Và nghe nó hót. Nhưng mà thực sự là bạn ấy thu chim, tiếng chim ở trên cây. Anh ạ, rất là hay để thấy rằng là Hà Nội có chim và có tiếng chim nhưng không phải là không. Thì cái đấy là những cái thứ mình thấy rất là quan trọng. Thực sự là làm sao để mình có thể quản lý âm thanh ấy, để âm thanh nó không chỉ gây hại về mặt sức khỏe tâm trí cho chúng ta, mà thực sự nó còn là một cái môi trường cho sinh vật sống, đúng không ạ? Thì cái đấy là một cái mà em thấy là rất là quý với anh Giang, đặc biệt là vấn hạn karaoke bây giờ, đúng không ạ? Bây giờ chắc là rất là muốn mời các bạn, những ai ở bên dưới này mà có một cái chia sẻ gì đấy, một cái câu hỏi gì đấy hoặc một cái đóng góp gì đấy và cho cái chủ đề của ngày hôm nay, đúng không? Đó là chúng ta kết nối với thiên nhiên này, hoặc là một cái gợi ý nào đấy cho Hà Nội. Căn bản tôi nghĩ rằng là chúng ta đều yêu Hà Nội cả và rất là muốn Hà Nội đáng sống gần gũi với thiên nhiên, đúng không? Mình thấy một người đầu tiên giơ tay đây, có ai chạy mic không nhỉ? Là mọi người có thể giới thiệu qua một chút về cá nhân mình nhé, và sau đấy có thể chia sẻ ngắn gọn hoặc đặt câu hỏi, đúng không ạ? Vâng, xin phép là mình tên là Mai Chi, thì mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Thế và khi mà mình còn bé thì là xung quanh của mình là đều là cánh đồng rồi là cây cối, tất cả mình rất là ít khi nhìn thấy nhà. Thế thì có lẽ là chính vì thế mà mình có một cái niềm yêu với cả cây cối. Thế và mình có một cái trải nghiệm là hiện giờ bây giờ là mình đã có mấy năm vừa rồi là mình vật vã cái câu chuyện là trồng giống như kiểu của anh Bình, hay là trồng giống như kiểu của đa phần mọi người là đi mua cây ở ngoài chợ về và lúc nào nhìn nó cũng đẹp. Thế và hiện giờ thì mình cũng vẫn bị phê bình ở trong nhà là mình là cái người mà rất là lười trồng cây, trong khi đó cây ở hiện giờ là nhà mình nuôi 4 con chim thả này, rồi là một đàn chim sẻ mà chỉ có nuôi mũ thóc để cho nó thôi, mà những cái con chim đấy nó đến thì nó vãi các cái thứ nó rất là bẩn ấy. Đối với cả đời sống đô thị như thế là bẩn. Hay là cây ấy thì là cây mình cứ để cây nó tự nhiên và nó cứ tự mọc lên trên một cái diện tích khoảng độ 30 m² ở trên sân thượng nhà mình ấy, thì mình luôn bị người nhà phê bình, hoặc là ví dụ rác thì là mình luôn là không cho mọi người vứt rác đi, kiểu như thế. Thì rất là vật vã trong mấy cái năm vừa rồi mình thay đổi cái lối sống, và cũng rất là may mắn là mọi người cũng thuận theo mình. Thì đó là một cái quá trình mà thay đổi cái góc nhìn, một cái lối sống, và trong nhà lại có mèo nữa, mèo với cả chim, cứ kiểu đấu tranh sinh tồn ấy. Và mình sống ở trong cái bối cảnh đấy, và mình cảm giác như cuộc sống của mình đúng là giàu có, nhưng mà nó không dễ dàng. Khi mình chụp cái vườn của mình lên thì đúng là mình bị bạn mình phê bình, về đến bây giờ vẫn bị gia đình phê bình. Thế nhưng mà đấy là cái lựa chọn và nó rất là vật vã. Đấy là một cái điểm. Thế cái điểm thứ hai nữa là hiện giờ mình đang làm cái dự án, mình cùng một cái nhóm bạn bè sáng lập ra cái cộng đồng là trồng cây trồng người. Thế và khi bọn mình bắt đầu làm cái cộng đồng đấy thì một trong những cái bạn mà sáng lập ý, bạn mới hỏi rằng là, bạn mới nói rằng là bây giờ chúng ta phải định nghĩa lại thế nào là một khu vườn. Khi bọn mình bắt đầu bọn mình học làm vườn, thế thì mình cũng cái suy nghĩ, và đến bây giờ thì bọn mình đang có một cái dự án là cải tạo vườn trường. Cải tạo vườn trường. Thế thì có một cái câu hỏi đặt ra là tại sao ngày trước mà khi mà bọn mình còn bé, tất cả các cái trường nó đều có các cái khu vườn. Và thế mà tại sao bây giờ thì nó không còn nữa? Và khi bọn mình đặt vấn đề, và mấy năm vừa rồi mình đi khảo sát cả Bắc, cả Trung, cả Nam, các cái ngôi trường khác nhau, cả ở nông thôn, cả ở thành thị, thì khi bọn mình đặt vấn đề là có một cái khu vườn, mà một khu vườn được định nghĩa lại đấy. Khu vườn không giống như là resort, hay khu vườn không phải cảnh quan. Đa phần vườn trường ở bây giờ là đều là vườn cảnh quan, và sẽ không học được cái gì và không khai thác được cái gì, không học được cái gì. Trong khi đó mình biết là những cái vườn mà vườn sinh thái như ngày trước của bọn mình ý, thì học được rất là nhiều thứ, rất là nhiều môn học. Thế thì bọn mình chỉ có thể thuyết phục được nhà trường bằng các vị lãnh đạo ơi, nếu mà chúng ta có một khu vườn ý, thì là chúng ta sẽ dạy được tích hợp liên môn, thì bắt đầu người ta quan tâm. Thế còn nếu như mà không ý, thì là người ta sẽ không quan tâm để làm một khu vườn. Thế thì cái vấn đề của mình ở đây là mình cũng rất là mong muốn để kết nối cùng với cả các bên liên quan để có thể là cái dự án của bọn mình có thể là bây giờ bọn mình như vừa rồi ấy, cách đây khoảng 10 ngày thôi, bọn mình hội thảo với cả khoảng độ 50 trường thì chỉ có 10 trường đăng ký thôi, và sau khi phỏng vấn 5 trường để cải tạo cái vườn trường của họ thì không có trường nào đồng ý tham gia dự án của mình, mặc dù dự án có tiền để cải tạo vườn trường. Như vậy là rõ ràng làm ra thuyết phục các trường đúng không? Có được những cái khu vườn mà một cái khu vườn nó thể hiện sự đa dạng của thiên nhiên rồi thế chẳng hạn. Thì có đấy có một cái giải pháp mà tôi nghĩ là cũng rất là tốt cho Hà Nội đúng không? Có thể đấy là một trong những cái bước đầu mà nhóm Mai Chi đang làm. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã chia sẻ cái thông tin đấy, và ai quan tâm đến cái chủ đề này thì sẽ kết nối với cả Mai Chi tiếp theo nhé. Nếu mà các bạn có gợi ý gì thì các bạn gợi ý giúp cho bọn mình. Hoặc là biết một ai hiệu trưởng rất là máu làm vườn chẳng hạn đúng không? Thì sẽ giới thiệu cho Mai Chi. Ok, xin mời bạn khác ạ. Có thể là một ai ở dưới kia nữa không? Chúng ta có một bạn đứng, yêu cho bạn đứng trước Hà nhé, cho bạn đứng trước Hà trước đi. Đúng rồi, bạn đừng đấy. Thì em có một cái suy nghĩ như thế này, không biết là mọi người có thấy đúng không, nhưng mà em cảm thấy là mình đang nói đến cái chuyện là nhìn nhận thiên nhiên as it is, sorry nói tiếng Anh hơi nhiều, có nghĩa là bất kể là thiên nhiên nó có như thế nào thì mình cũng nhìn nhận nó là đẹp, và mình gọi là mình tiếp cận và tiếp xúc với thiên nhiên một cách trân trọng bất kể nó là như thế nào. Nhưng mà tự nhiên em nghĩ đến cái chuyện là nhưng chẳng hạn như cái chuyến du khảo bãi giữa ấy, thì nó đang độ khoảng một vài người đi vào như thế để mà gọi là tiếp xúc và hòa mình một cách có tôn trọng với thiên nhiên. Nhưng mà nếu mà cả cái hội trường này đi vào, ai mặc dù mọi người đều đang nói như vậy nhưng rất khó để mà có thể như thế, thì em mình nghĩ là liệu cái việc chúng ta cần làm có phải là thay vì là tiếp xúc và hòa mình một cách có tôn trọng thì mình không nên tiếp xúc với nó luôn, và hãy để nó phát triển như nó nên có. Câu hỏi rất là hay cho hai vị diễn giả đúng không? Là liệu tính khả thi của nó như nào đúng không ạ? Tiếp xúc sâu rồi hòa mình vào thiên nhiên rồi các thứ chẳng hạn, và tất cả mọi người đều 100% là đồng ý và làm cái việc đấy chẳng hạn, thì thiên nhiên lấy đâu ra thiên nhiên mà làm đúng không ạ? Xin mời anh Giang và Thảo có suy nghĩ gì về cái điều này không? Ok, chắc anh nói trước rồi Thảo. Từ khoảng 100 năm trở về trước thì cái vấn đề mà bạn nói không được đặt ra. Vì khi đấy con người còn ít và cái tác động của con người vào thiên nhiên nó còn không đáng kể. Cho nên là con người sẽ không có cơ hội để tạo ra những cái tác động tiêu cực tới cây cối và động vật xung quanh mình. Thế nhưng mà đến bây giờ thì cái tác động tiêu cực của con người, bởi vì công nghệ, khoa học, bởi vì con số của con người là nó tăng lên rất là nhiều, cho nên tác động tiêu cực đấy nó rất là lớn. Thế thì cách giải quyết theo tôi không phải như bạn đề xuất là chúng ta hãy đừng có tiếp xúc với thiên nhiên nữa, bởi vì cái việc mà được chạm vào thiên nhiên thực ra là một quyền của chúng ta và một cái điều rất là cơ bản của chúng ta. Và nếu như chúng ta mà không được tiếp xúc với thiên nhiên nữa thì nó cũng đấy là mất đi một cái điều hết sức là cơ bản, giống như chúng ta ở trong tủ chẳng hạn, chúng ta không bao giờ nhìn thấy ngoài trời nữa. Cho nên tôi nghĩ là không cần phải cực đoan như vậy, nhưng mà cái mà chúng ta cần phải làm là chúng ta cần phải hiểu được cái sức chứa của các cái sinh cảnh khác nhau, của các cái môi trường khác nhau. Chúng cần được phải có những cái điều kiện gì để tồn tại, để phát triển, để được bảo tồn cái sự đặc biệt của chúng, và chúng ta sẽ tiếp cận và thưởng thức chúng ở trong cái khuôn khổ mà cái sức chứa của cái môi trường ấy cho phép. Và lúc đấy chúng ta vẫn hoàn toàn có thể có được những cái trải nghiệm đẹp đẽ với thiên nhiên, nhưng mà chúng ta sẽ phải xếp hàng, chúng ta sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để chúng ta đến lượt, thay vì là chúng ta ồ ạt chúng ta kéo đến. Cho nên những dự án như là cáp treo rồi Sơn Đòn luôn các thứ là nó vô cùng gây hại, bởi vì những cái dự án đấy đi theo số lượng và nói rằng là càng có nhiều người cùng một lúc đến một cái phong cảnh nào đấy thì càng tốt, bởi chúng tôi tăng được kinh tế. Và đấy là những cách phát triển, cách tiếp xúc với thiên nhiên vô cùng gây hại, và chúng ta sẽ phải đi theo những cách mà nó bền vững hơn. và chúng ta sẽ phải chấp nhận rằng mình sẽ phải đợi rất là lâu để có thể book được một cái căn lều bé bé ở một cái núi rừng nào đấy và chúng ta ngủ ở đấy, chứ không phải là chúng ta muốn lúc nào cũng đến đấy được. Wow, mình có rất nhiều thứ muốn nói dựa trên cái câu hỏi vừa rồi của bạn, và mình cũng đang cố gắng sắp xếp suy nghĩ đó. Thứ nhất là em xin lỗi không đồng ý với anh Giang ở một điểm là không phải tất cả mọi vẻ đẹp ở ngoài tự nhiên đều đẹp. Mình không cho nó là như vậy. Nhưng cái mà mình không thấy đẹp ấy, là có những cái cảnh sắc nó đi ngược lại với tự nhiên. Tự nhiên theo như cái mà mình nghĩ ấy, có hai cái đặc điểm rất là quan trọng. Một là cái sự đa dạng, hai là tự nhiên sẽ nuôi dưỡng sự sống, nhưng trong đấy cũng có cả cái chết và hướng đến sự cân bằng. Thế nên nếu như mà bảo là mình nhìn sông Tô Lịch ở Hà Nội có thấy đẹp không? Mình không thấy đẹp, vì đấy là một sự hoàn toàn mất cân bằng. Và một cái cũng rất là khó khăn mà mình đồng ý với bạn về việc là nếu như tất cả mọi người đều muốn đi đến những cái nơi mà có thiên nhiên đẹp đẽ, thế thì mình tạo sức ép lớn quá với thiên nhiên. Nếu như mình tạo ra các cái rào cản thì cái việc đến với thiên nhiên nó lại chỉ dành cho những người có tiền và có quyền, đúng không ạ? Và mình nghĩ là cái câu hỏi ở đây nên được đặt lại là mình có cái cách nào để mà thiết kế lại những cái mô hình của tự nhiên ở trong thành phố, thiết kế lại cái cách mà con người đang tiếp cận được với tự nhiên. Có những cái lớp lang nào đó, bởi vì loài người rất là thông minh, chúng ta có rất nhiều những cái sáng tạo về thiết kế mà chúng ta áp dụng vào trong mọi lĩnh vực. Thế thì tại sao chúng ta không áp dụng nó vào cái cách mà chúng ta thiết kế những cái không gian xanh để vừa đảm bảo là có không gian dành cho những người khó tiếp cận, vừa đảm bảo là có không gian dành cho tự nhiên ít bị chạm hơn. Nếu mà bây giờ mình có một cái bài toán là chúng ta hãy thử nhìn vào bãi giữa và mơ mộng đi. Bãi giữa sẽ phát triển thành một nơi như thế nào để vừa là có không gian để cho các loài trong tự nhiên có thể phát triển, lại vừa có không gian để cho mọi người tiếp cận. Và cái câu chuyện là mình không nghĩ là khi có một không gian xanh trong thành phố thì toàn bộ người dân Hà Nội sẽ đổ về đấy. Đấy là một câu hỏi hơi xa xôi, bởi vì thực tế mình phải chấp nhận là những người mà sẵn sàng bỏ thời gian đi lên bãi giữa và kết nối với thiên nhiên nó không nhiều. Và nếu có thì bây giờ có rất nhiều những người đến bãi giữa vào cuối tuần và coi nó là cái chốn để ăn chơi, bật nhạc sập sình, ăn barbecue, và chẳng mấy ai để ý đến không gian ở xung quanh, chẳng qua nó là nơi mà có thể thoát khỏi cái sự nhộn nhịp của thành phố. Vậy thì cái chuyện mà chuyển từ cái việc là mình nhìn tự nhiên như là một cái phục vụ cho cái sở thích, cái sự vui thú của con người, sang cái việc là nhìn tự nhiên như nó là, như bạn nói, là một cái hành trình rất xa. Và chúng ta cần phải chia nhỏ nó ra thành các giai đoạn và có những cái sáng kiến, cái hành động nó phù hợp cho từng giai đoạn, trước khi mình nhảy một phát đến cái cuối cùng là tất cả mọi người hòa mình vào thiên nhiên. Thì đấy là ý kiến của mình. Bình nghĩ câu hỏi của bạn rất là hay. Bình thấy quan trọng nhất là chúng ta phải định nghĩa lại thế nào là thiên nhiên ấy. Thiên nhiên không phải tất cả những khu rừng già, những cái khu hoành tráng và tất cả mọi người đều mong muốn đến đấy. Mà thực sự thiên nhiên là một cái gì đó, là một cái cây, một cái cỏ, một cái cây ở trên phố mình hay đi qua chẳng hạn, đúng không? Hoặc một cái vườn ở trong trường, hoặc là một cái gì đó thôi. Là mình đừng coi thiên nhiên là một cái gì đó nó phải hùng vĩ, nó phải là xa xôi và mình sẽ phải cố gắng đến đấy để selfie, để check in và để thể hiện mình chẳng hạn. Thì mình nghĩ cái đấy là quan trọng nhất, là cái góc nhìn của chúng ta về thiên nhiên nó thay đổi đi. Cái thứ hai, nó quay lại cái câu chuyện là tất nhiên mình không nghĩ là sông Tô Lịch là tự nhiên, căn bản sông tự nhiên là quá nhân tạo rồi, nó đã bị hủy hoại bởi rác thải rồi, bởi các thứ rất là nhiều rồi. Mà cái mình muốn nhìn đó là chúng ta nhìn thiên nhiên như một cái hệ sinh thái tuần hoàn và khép kín ý. Ở trong đó nó có những cái sinh vật sản xuất, đúng không ạ, sinh vật phân hủy, đúng không ạ, và có thể là cái khi mình ta nhìn thấy những xác chết và nó bị phân hủy bởi vi khuẩn, bởi dòi bọ chẳng hạn ấy, thì ta nhìn nó như một phần của một cái vòng tuần hoàn tự nhiên, và cái đấy chính là cái vẻ đẹp của tự nhiên. Thì cái ý mình hiểu, ý của anh Giang cũng là theo hướng đấy. Có nghĩa là chúng ta hãy nhìn nó trong cái vòng tuần hoàn của nó, cái vai trò của nó trong hệ sinh thái đó, chứ không phải là cái khác. Thì cái đấy là cái mình cũng muốn chia sẻ thêm một chút như vậy thôi. Không biết là các bạn khác, anh chị khác có ai có câu hỏi hoặc góp ý thêm không? Mời Hà, và sau đấy mời hai bạn ở góc này nhé. Có ai chạy mic không ạ? Hình như mình Hà. Các bạn chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian đấy, thành ra là mình còn khoảng 15 phút nữa thôi. Thế mọi người muốn tập trung câu hỏi hoặc trả lời nhé. Xin gửi lời chào đến các anh chị và các bạn đã có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Mình là Thu Hà, mình đến từ Trung tâm Trẻ Em và Phát triển CCD. Thì hiện bên tổ chức của mình thì là một cái đơn vị phi lợi nhuận làm về giáo dục. Và mình rất là ấn tượng với cái bài chia sẻ của anh Giang và của bạn Thảo Kim. Vâng, sorry ạ. Có một cái câu hỏi đặt ra là liên quan đến các cái chương trình Vì Một Hà Nội Đáng Sống ấy, thì bên chúng mình thì có một cái chương trình, có một cái tiết khi mà làm việc với giáo viên ấy, nó gọi là không gian là người thầy thứ ba. Thì khi mà mình làm việc về cái nội dung đó ấy, thì mình mới phát hiện ra rằng là bản thân trong một cái không gian ấy, mình có thể khai thác được rất nhiều thứ, kể cả nó là những cái nội dung như Thảo đã nói, như anh Giang đã nói đấy, tức là có thể là về lịch sử, về con người, về tất cả những yếu tố xung quanh cái không gian đó. Thì vậy thì vì một Hà Nội đáng sống sẽ có những cái chương trình kiểu như vậy không? Vì rõ ràng là thiên nhiên, nếu mà chúng ta định nghĩa lại thì nó không chỉ là cây xanh, nó không phải là những cái không gian chỉ là có cây và có màu xanh. Tại vì là khi chúng mình làm việc với rất là nhiều các cái nhà quản lý giáo dục ấy, thì họ có quan niệm ôi trường học xanh là phải xanh, phải sạch, phải đẹp, phải có cây. Tức là cứ phải có cây thì mới gọi là thiên nhiên, nhưng mà mình nghĩ là nó chỉ là một yếu tố trong hệ sinh thái thôi. Và khi mà nếu như chúng ta có những cái chương trình để mà khai thác những cái không gian sống xung quanh mình, kể cả đối với một bạn nhỏ thì bên mình thường làm những cái tour trải nghiệm, và cũng có một cái yếu tố như anh Giang nói là trải nghiệm qua 5 giác quan ạ. Các bạn sẽ được cảm nhận về một cái không gian, ví dụ như là bên mình có một cái tour là tour đọc sách qua 5 giác quan, thì các bạn sẽ được khám phá cái nhà sách cổ nhất của Hà Nội. Các bạn được tìm hiểu những cái thông tin lịch sử xung quanh cái khu vực đó. Thì mình nghĩ đó cũng là một cái cách để có thể cảm nhận về thiên nhiên, cảm nhận về cái không gian mà nơi chúng ta sinh sống ấy. Thì một câu hỏi đặt ra là muốn hỏi anh Bình là trong cái chương trình đã hiểu câu hỏi, Đồng Bình Hà Nội được còn làm nữa, chúng ta sẽ có những cái hoạt động như thế nào để có thể thực sự cảm nhận được cái không gian mà chúng ta đang sinh sống, để thấy yêu hơn cái vẻ đẹp xung quanh mình. Thực ra Bình thì chia sẻ rất là nhanh thôi, là cái mà Vì Một Hà Nội đáng sống ấy, thì rất là muốn làm đó là làm sao tạo ra nhiều cơ hội để cho các tầng lớp là được kết nối lại với thiên nhiên. Và bọn mình cũng thừa nhận một thực tế rằng ở Hà Nội ấy, thì chúng ta không có nhiều không gian và cơ hội làm việc đó. Các bạn, đây là một cái đại đô thị, và trong cái quá trình phát triển của chúng ta vừa rồi ấy, thì tập trung rất nhiều vào các công trình cơ sở hạ tầng rồi các tòa nhà, và cái điều đấy nó tạo ra một cái không gian hạn hẹp về mặt tự nhiên. Tuy nhiên ấy, thì mình nghĩ rằng là vẫn còn những cơ hội. Ví dụ bãi giữa sông Hồng là một cơ hội chẳng hạn. Cái bờ vở sông Hồng mà bên Vì Một Hà Nội Đáng Sống đang cải tạo là một cơ hội chẳng hạn. Để làm sao mà mình có thể biến nó thành những cái vùng sinh thái ấy, để cho trẻ con có thể quận Hoàn Kiếm, quận Ba Đình, quận Long Biên, các thứ chẳng hạn, có thể kết nối lại mà không phải đi lên Ba Vì hoặc là vào vườn quốc gia Cúc Phương. Các bạn, mình biết rằng là có rất nhiều các nhóm phụ huynh ấy, là mọi người muốn con mình được tiếp cận với thiên nhiên. Nhưng để làm được điều đó chẳng hạn là phải đi xa. Và đi xa thì rất là tốn kém mà thời gian, tiền bạc, các thứ, đúng không ạ? Và chính vì vậy thì nếu như mình nhìn lại là thiên nhiên nó có thể là bãi giữa sông Hồng chẳng hạn, đúng không? Và mình có thể là tạo thành một những cái không gian sinh thái để cho học sinh có thể đến đấy học hỏi, tìm hiểu. Thì mình nghĩ rất là gần gũi, có thể đi được trong một buổi, trong một ngày. Và như vậy thì các em cũng hoàn toàn có thể là học được. Trường nào mà có đất để làm vườn trường thì rất là tốt, đúng không? Nhưng mà trường nào không chẳng hạn thì cũng có thể là dùng những cái không gian như bờ vở hoặc bãi giữa để mà học về thiên nhiên chẳng hạn. Thì cái đấy là cái mà mình muốn là trong quá trình quy hoạch ấy, thì Hà Nội có thể là nghĩ về những không gian như vậy trong cái quy hoạch của mình và ưu tiên phát triển nó. Thì cái đấy là cái mà bên Vì Một Hà Nội Đáng Sống đang muốn vận động để làm cái việc đó. Cảm ơn Hà. Hình như có hai bạn ở bên này vừa dậy giơ tay, đúng không ạ? Các bạn có thể giơ tay lại để cho Trang chạy mic. Mời Trang. Đấy, cái bạn bên dưới đấy, bạn nữ đấy, trước mặt em đấy. Đúng bạn giơ tay đúng không? Thế mời bạn. Dạ, em tên Loan ạ. Em là một sinh viên của trường đại học thương mại và em là một Gen Z ạ. Thì là vừa nãy thì cháu có nghe chú Giang và chị Thảo. Chị Thảo Kim có chia sẻ là có một số khái niệm như là vi điểm đến, tức là mọi người chỉ coi trọng điểm đến để check-in mà không phải tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của cái điểm đấy, là nó có ý nghĩa lịch sử như thế nào. Thì với cả là bây giờ là mọi người đi du lịch ấy, mọi người Khi mà nhìn thấy hàng canh của thiên nhiên thì là mọi người sẽ chỉ nhìn thấy khuôn mặt selfie. Vậy thì câu hỏi của cháu của em đặt ra là làm thế nào để không lạc lõng với những người xung quanh khi mà mọi người đều đang sử dụng mạng xã hội như là một nơi để thể hiện cuộc sống ạ. Và nếu như không theo được thì mình sẽ bị lạc lõng trong chính những cái vòng tròn quan hệ của mình, bởi vì là bây giờ tất cả mọi thứ đều được chia sẻ trên mạng xã hội ạ. Và thêm nữa là làm cách nào để mình có thể hòa hợp giữa việc sống trên mạng xã hội để không bị quên lãng, và nhưng mà cũng có thể là tận hưởng được những vẻ đẹp của những cảnh sắc tầm thường, như là việc chạm lên ngực phải của mình và ngực trái của mình và cảm nhận trái tim, giống như mà chị Kim Thảo đã làm ạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Mọi người có muốn lấy thêm một vài câu hỏi nữa cho mình là luôn được không, hay là muốn trả lời luôn ạ? Thế mình sẽ lấy thêm một vài ý kiến nữa đúng không? Thì mời bạn bên dưới kia. Dạ, thực ra thì cái của em không phải là câu hỏi mà chỉ là ý kiến thêm thôi ạ. Thì em tên là Linh và những chủ đề mà chuyện đến hôm nay là cái chủ đề em đã nghĩ đến suốt khoảng 2 năm vừa rồi, cho nên là khi mà được mọi người chia sẻ thì em rất là kiểu vỗ đuổi đen đét ấy ạ. Thì em chỉ có một ý kiến thêm là chủ đề của mình hôm nay là nói về cách để mở rộng cái cảm nhận vẻ đẹp của bản thân thì rất là quan trọng, nhưng mà sẽ có những thứ mà chỉ đơn giản là mình sẽ không được thấy đẹp được cả. Thì em nghĩ thần thêm một ý là thiên nhiên không tồn tại để mình thấy đẹp, cho nên là như kiểu những thứ những con người không có thấy xú vẹt và xinh đầy đẹp cả, nhưng điều đấy không có nghĩa là nó không đáng để tồn tại nữa. Và tại vì đấy là cái nhìn hết sức là đặt con người làm trung tâm, thì mình nên lùi lại một chút và nhận ra rằng là mình là một phần của thiên nhiên, như chị Thảo lúc nãy có nói, chứ không phải mình không thấy đẹp không có nghĩa là nó không có giá trị, thì có thể thế ạ. Cảm ơn bạn. Trang, hình như lúc nãy có một bạn nam ở trên hàng đặt đầu này. Chào mọi người, mình xin tự giới thiệu mình là Nam. Thì có một ý mình nghĩ đến để tạm gọi là tượng trưng giữa câu của bạn là nhìn thiên nhiên như nó vốn là và câu của bạn thì là mình nhận diện cái đang là. Cái đang là ở đây là khi mình đến thiên nhiên hoang dã, mình cảm nhận nó. Khi mình đến những cái nơi như thế này, mình cũng cảm nhận nó đang là như thế nào, thì mình sẽ cảm nhận được cái sức hồi phục của nó, để hỏi được thiên nhiên là có cho phép mình đi đến đấy số lượng bao nhiêu. Thì chính những cái cảm nhận cái đang là, ví dụ như ở đây là chúng ta đang không ở trong mạng xã hội nó livestream với nhau, mà chúng ta đang nói chuyện với nhau, thì cảm nhận được cái đang là thì mình cảm thấy nó sẽ có nhiều câu trả lời. Từ đó. Okay. Là bạn đang muốn góp ý trả lời, chia sẻ thêm với các bạn này, nhưng không có một câu hỏi cụ thể nữa đúng không? Cảm ơn Nam. Thế mời bạn ở đang giơ tay rất cao đây. Sau đây có một ai ở tận dưới kia vẫy tay rồi, ok. Sau bạn này, sau đến bạn đấy, rồi mời bạn. Chào anh Bình, anh Giang và mọi người. Em nghe phần chia sẻ của anh Giang, sau đến khi phần mọi người hỏi thì em cảm thấy có một băn khoăn như thế này. Chúng ta cảm thấy nên trải nghiệm thiên nhiên hoang dã, nhưng mà ví dụ như em sống ở một khu đô thị, có những phần thiên nhiên là được nuôi dưỡng để tạo thành cảnh quan, và có những phần thiên nhiên là đang hoang dã, chưa khai thác đến nó. Nhưng mà khi mình đi vào những vùng thiên nhiên hoang dã đấy, mình sẽ luôn bị một cảm giác sợ. Ví dụ như mình sợ rắn, mình sợ có những cái mối nguy nào đấy, trong đấy rắn có lẽ là nhiều nhất. Thì khi mà mình tạo ra một cái không gian như anh nói, ví dụ như biến bãi giữa thành một cái không gian để học tập, thì chúng ta cũng phải cân nhắc đến những vấn đề an toàn như thế, và chúng ta sẽ phải có những cái sự can thiệp, có những sự quy hoạch nhất định. Thì thế thì sẽ đặt ra câu hỏi là đến như thế nào thì được gọi là thiên nhiên, đến như thế nào thì được gọi là tự nhiên, chúng ta sẽ can thiệp đến đâu, can thiệp như thế nào. Câu hỏi rất kỹ thuật đúng không? Không biết là có ai đây để trong khoảng quy hoạch và nhân. Em sẽ hỏi thêm một chút nữa, sau đấy mình sẽ Trang ơi, chạy có hai bạn vẫy tay rất lâu ở dưới kia rồi thì Em xin tôi giới thiệu em là Quân. Thì em chỉ đơn giản là một người quan tâm đến triết học, thì em rất là thích cái chủ đề mỹ học này. Thì em đến đây và em thấy là buổi hôm nay em đồng ý khá nhiều với cái ý kiến của hai diễn giả. Thì em thấy buổi hôm nay nó khá nhiều về đạo đức, mà cụ thể đây là mình nên làm gì với cả thiên nhiên. Và thực ra thì với em thì thiên nhiên mà định nghĩa được cũng là cái gì nó rất là khó rồi. Em thực sự là em give up cái việc là thiên nhiên là gì, tự nhiên là gì, em không muốn trả lời. Nhưng mà em thấy thì có thể rút được hai điều mà buổi hôm nay em học được là để mà nhìn được đẹp hơn ấy, thì mình phải học được nhiều thứ hơn. Ý là em nghĩ là khi mà học được về sinh học, hiểu được về tiến hóa thì mình sẽ thấy là không chỉ là, tức là tất cả cái cây si hay cây đa mà mình nói là cây si cây đa ấy, thực ra nó đều là những cái cá thể cực kỳ đặc biệt, và không có cá thể nào nó giống cá thể nó khác. Và khi mà mình thấy được cái sự độc nhất của cái cá thể mà mình đang nhìn đấy, thậm chí là cái tế bào trên bàn tay của mình, thì mình cũng thấy vì nó rất là đặc biệt rồi, mình cũng thể thấy cái gọi là cái sự wonder, cái sự rất là giác ngộ ông đấy rồi. Chứ không có thể là không phải là đẹp, có thể tự đẹp nó hơi mang sự thiết đẹp quá, tức là tích cực quá, nhưng mà em không thích sự tích cực đấy. Em chỉ muốn là một cái gì mà khiến cho mình cảm thấy rất là ngạc nhiên, cảm thấy rất là wow. Và có một điều nữa là tụi em quên mất ở đây thì em sẽ thấy là cái mà mình hay bàn về việc là mình nên làm gì, tức là con người sẽ luôn có một cái gọi là mong muốn, có một cái gọi là cái ảnh hưởng đến thiên nhiên ấy. Thì đấy, tức là câu chuyện luôn là mình sẽ làm cái, thực sự là phải ngồi nói chuyện với nhau và xem là cái với cảnh sắc như này thì mình nên làm gì. Và nhưng mà chúng ta có một cái vấn đề là chúng ta thường không biết mình muốn gì. Ở trong triết học thì em thấy là có một cái rất hay là chúng ta có các mong muốn bắt trước, tức là chúng ta không biết mình muốn gì, thực sự muốn gì đâu, mà chúng ta sẽ nhìn người khác muốn cùng một thứ và sẽ học tập cái thứ đấy. Nếu cùng một thứ đấy đều được mong muốn thì cái mong muốn đấy nó bắt đầu trở nên bên trong mình, và chúng ta coi như đấy là một cái đáng mong muốn. Thì em thấy là cái này có thể rất là dễ để áp dụng vào trong cái việc là mình nói về mạng xã hội hay các thứ. Tức là khi một nơi được mong muốn quá thì nó sẽ trở thành cái gì mong muốn trong mình. Và khi mình quan sát được, khi mình biết được rằng là mong muốn nó không ở xuất phát từ bên trong mình đâu, mà nó từ bên ngoài vào ấy, thì bắt đầu mình có thể cảm thấy tự do hơn, và mình thực sự biết được rằng là mình có thực sự là muốn đến cái nơi đấy hay là cảm giác đấy không. Thì cái áp lực xã hội đấy nó sẽ không còn nữa. Thì em xin chia sẻ vậy thôi ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều cho phần chia sẻ này. Mời bạn ạ. Em xin cảm ơn chú Giang và chị Thảo Kim và mọi người chia sẻ rất là hay khi một người đặt câu hỏi, và cả những chia sẻ riêng của mọi người nữa. Thì em có một câu hỏi nhỏ nhỏ thôi là khi mà mình vừa rồi cũng có một bạn hỏi là cái như chú Giang cũng có chia sẻ là con người chúng ta có cái quyền được chạm vào thiên nhiên. Tuy nhiên là em lại cảm thấy là thực sự là em cũng rất là muốn chạm vào thiên nhiên, nhưng mà khi mà chạm vào thiên nhiên thì đôi khi thiên nhiên nó lại hơi mỏng manh, hơi dễ vỡ, và em rất là sợ thiên nhiên sẽ bị làm sao đấy. Và nhiều khi mình sẽ có một cái cảm giác là không nỡ chạm vào ấy, cho nên là em sẽ có một cái cảm giác băn khoăn là không biết là mình có nên chạm vào thiên nhiên hay không, mình có nên tận hưởng thiên nhiên đơn giản là mình qua mắt nhìn, qua tai nghe mà mình không chạm vào nó, trong khi cái chạm là cái mà em rất là thích. Cảm giác mỗi một cái sự vật nó sẽ mang một cái đặc thù hình hài khác nhau, nhưng mà có nhiều thứ chạm vào nó lại hơi mong manh, hơi dễ vỡ, và nó sẽ rất là dễ bị tan biến. Nên là em có một cái băn khoăn như thế, và em mong mọi người giải đáp. Em cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn bạn. Mình lại nghĩ đến cây số hổ, không biết là nên chạm vào cây số hổ hay không, đúng không? Chắc là mình quay lại phần trao đổi với cả anh Sang và Thảo, đúng không? Bây giờ có vẻ có 3 câu hỏi đúng không ạ? Thêm một nữa không ạ? Thêm nhắc là có một câu hỏi liên quan đến Gen Z và cái nỗi sợ bị bỏ rơi ra bên ngoài, FOMO gì đấy giống của anh đúng không? Một cái liên quan là chúng ta cải tạo thiên nhiên bao nhiêu là đủ đúng không? Và cái cuối cùng dưới kia là có nên chạm vào thiên nhiên hay không? Thì cái đấy là 3 cái câu hỏi nhắc lại thêm, mời bạn. Chào mọi người, em là Quang, em là học viên cao học di sản học của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Cái này thì nó không phải là một câu hỏi mà thực ra nó là một ý kiến của em thôi. Thì tức là từ nãy giờ mình đang nói khá nhiều về cái việc là làm thế nào để mình hòa nhập với thiên nhiên hơn. Nhưng mà em xin phản biện lại một tí. Đấy là em nghĩ là cái gì nó cũng có lý do của nó. Tức là bây giờ mình đang nói tự nhiên đúng không? Thế thì tự nhiên ở đây nó là cái gì? Nếu bây giờ mình bảo là tự nhiên hoàn toàn đúng không? Thì chúng ta sẽ ngồi đây giữa một cái đồng và không có một mái nhà này. Chỉ riêng cái việc chúng ta đang mặc quần áo đó đã là một cái sự trái tự nhiên rồi. Thế thì nếu như bây giờ mình đang nói đến tự nhiên chẳng hạn, thế thì thực ra thì em nghĩ là cái mà mình cần gắn thêm vào nữa, thế là cái giới hạn ranh giới ở đây nó là cái gì? Tức là chúng ta có thực sự là hoàn toàn cái tự nhiên không? Chúng ta sẽ vẫn cần một cái gì đấy để mà gọi là nó nhân tạo đúng không? Tại vì nếu không thì chúng ta sẽ không quần áo mặc, chúng ta có thể chết khi mùa đông tới và chúng ta có thể chết vì một cơn sốt lúc năm 30 tuổi chẳng hạn. Thế thì mình sẽ cần nghĩ hơn là thế thì cái ranh giới ở đây nó nên là cái gì? Cảm ơn em. Em có muốn nói không hay? Ok. Em chào mọi người ạ, em là Long ạ. Thì đây không hẳn là một câu hỏi mà chỉ là một cái băn khoăn của em. Vì khi em tiếp cận đến vấn đề gọi là tự nhiên như thế nào và sống như thế nào, đây là cái mà em đã suy nghĩ khá là lâu rồi. Đó là ví dụ như chúng ta đang nói rằng chúng ta đều là tự nhiên, chúng ta tồn tại đây đều là tự nhiên. Và ngoài tự nhiên thì chúng ta sẽ có những cái thiên địch khác nhau đúng không? Chúng ta cũng là thiên địch của một số loài và tất cả các loài đúng không? Và bản chất thì các loài cũng là thiên địch của chúng ta. Ví dụ như anh Quang vừa chia sẻ, chúng ta có thể chết vì một cơn sốt, chúng ta có thể chết vì một vết bọ cạp cắn hay rắn cắn, hoặc là dị ứng một cái gì đấy, cây cỏ ngoài kia. Thì có một cái được gọi là một cái tranh luận, một cái comment mà trong một cái group em đọc ở các bạn, đó là các bạn ấy cho, đó là một cái quan điểm nó cho rằng là thực ra thì chúng ta gọi là chúng ta tiếp cận với tự nhiên, chúng ta bảo vệ tự nhiên là chúng ta đang bảo vệ cho chính chúng ta, để cho cuộc sống của chúng ta vượt qua gọi là ô nhiễm này rồi những cái khác, để cho chúng ta có một cuộc sống tốt hơn, lành mạnh hơn cả về thể chất cũng về tinh thần. Nhưng mà cũng với cái học thuyết đấy, cũng với cái ý tưởng đấy thì nó có một cái là thực ra thì tự nhiên, thiên nhiên mạnh mẽ hơn cái sự tồn tại của con người ta rất là nhiều. Vậy nên là tự nhiên và thiên nhiên nó sẽ tự phục hồi lại khi mà chúng ta phát triển đến một cái độ cùng cực nào đó. Tức là chúng ta tự hủy diệt chính chúng ta. Thì chỉ cần thời gian, tự nhiên nó sẽ tự phục hồi lại. Thì sau cái thời gian, sau cái giai đoạn em đọc cái đấy thì em có đi Huế. Em có đi một cái công viên ở Huế, một cái công viên bỏ hoang mà khá là nổi tiếng, mọi người có thể biết. Thì em nhìn thấy đúng thật sự là nó mới bỏ hoang được có mười mấy năm. Với rồi là cái tạm gọi là cái hệ tự nhiên, cây cỏ rồi sinh vật trong đấy nó phát triển rất là tốt. Hoặc là như kiểu em đi làm, em hay đi qua cái con đường giảng võ. Thì mọi người đều biết là có cái triển lãm giảng võ đúng không ạ? Nó được quay lại rất là nhiều năm rồi. Thì một hôm tình cờ em đi ăn ở một cái nhà hàng ở đối diện ngay triển lãm giảng võ, như ở trên tầng cao. Em tình cờ em lại nhìn qua cửa sổ, em lại nhìn cả một cái khu đất bây giờ cỏ cây mọc lên và nó rất là đẹp. Và lại cũng có cái con đường đấy, hôm em đi qua đường Ngọc Khánh, em lại nhìn thấy mọi người đã mở ra một con đường nhỏ nhỏ bên đấy. Nó vừa là bãi gửi xe, nó lại vừa là một chỗ cho trẻ em ở cái khu ở bên đấy, mọi người chạy sang bên đấy để chơi, có cây cỏ, sân bóng đấy. Thì đấy cũng là cái mà em đang suy nghĩ về liệu cái việc mà chúng ta phát triển đến một cái gọi là cực tất đấy, rồi chúng ta hủy diệt đi, lúc đấy tự nhiên nó sẽ tự hồi phục lại thì nó sẽ là như thế nào? Cảm ơn Long. Liệu là chúng ta có cần phải đến cái điểm tận cùng đấy hay không đúng không? Chắc là mời anh Giang với Thảo nhà mình có thể là ai chia sẻ trước ạ? Ok, có khá nhiều các cái bình luận khác nhau rất là thú vị. Tôi sẽ đề cập tới một vài các cái bình luận, sẽ không đề cập hết được tất cả các cái ý kiến của các bạn. Với bạn Gen Z, làm thế nào để mình không cảm thấy lạc lõng khi mà xung quanh mình người ta check in và người ta selfie liên tục như vậy, và cái cuộc sống người ta nó là như thế, và đấy là cái cuộc đua mà người ta đang chạy để chứng tỏ bản thân mình, làm sao để mình thấy không bị cô đơn. Thế thì tôi nghĩ rằng cái mà mình có thể làm được là có hai cái. Một là mình đi tìm được một cái môi trường khác. Tôi cũng đã từng rất là bị cô đơn và lạc lõng khi mà tôi làm việc trong một cái môi trường doanh nghiệp, và đấy mọi người chỉ nói đến chuyện thăng tiến và chuyện lợi nhuận, rồi là thị phần vân vân các thứ, và họ rất là say sưa với câu chuyện thị phần và câu chuyện thăng tiến, rồi mình bẻ gãy được đối thủ này, bẻ gãy được đối thủ kia, và tôi vô cùng lạc lõng trong cái môi trường đấy. Tôi cũng đã từng rất là nhiều năm bị khổ sở, cho đến khi mà tôi tìm được những người như là anh Bình hoặc là chị Thảo ở đây thì cuộc đời của tôi đã trở nên dễ chịu hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ là bạn cũng có thể tìm được những người giống như anh Bình, giống như chị Thảo, giống như tôi, mà có thể trẻ hơn, sẽ thú vị hơn. Và những người đấy sẽ không ít đâu. Có thể là họ không phải là đa số trong xã hội, nhưng chắc chắn là họ sẽ nhiều hơn là mình hình dung. Và mình sẽ bỏ công sức và thời gian để mình tìm đến một cái môi trường như thế, và mình sẽ cảm thấy là đồng chí đồng bào của mình hơn. Cái thứ hai nữa là bạn hoàn toàn có thể thay đổi những cái cá nhân trong cái môi trường hiện nay của bạn. Bạn đi cái buổi như thế này về bảo là hay quá, chúng mình cùng suy nghĩ về nó và bạn tạo ra những cái thảo luận tay đôi, tay ba, tay tư, tay năm, và dần dần có thể cái quan điểm của bạn sẽ thấm vào những người khác và khiến cho hành vi của người khác thay đổi theo, chứ không phải bạn chỉ là một con cừu chạy theo cả một cái đàn cừu như thế nữa, mà bạn có thể khiến cho những người khác suy nghĩ về những hành vi của họ. Về cái bạn ở bạn thứ hai nói rằng cái nỗi sợ đấy thì cũng đấy là một cái điều chúng ta cần phải ghi nhận, là chúng ta sợ nhện, chúng ta sợ chuột, chúng ta sợ rắn, chúng ta sợ rắn, vân vân các thứ. Thế nhưng mà thường những nỗi sợ đấy nó đến từ hai khía cạnh. Một là chúng ta bị ở trong một cái văn hóa chúng ta đã được lập trình rằng những con vật đấy là rất là tệ, rất là xấu, vân vân các thứ. Và rất là hay là có thể trong một cái nền văn hóa khác thì rắn lại là một con vật được thờ phụng ở các cái đền thờ và chúng ta không sợ nó. Nên chúng ta ý thức được là đấy là một sản phẩm văn hóa, mà đã là sản phẩm văn hóa thì chúng ta có thể thay đổi nó được. Và thường chúng ta sẽ thay đổi nó qua việc là chúng ta tiếp cận với nó, chúng ta nói chuyện với những người mà đi vào trong rừng và ngắm rắn. Có một cái anh gọi là anh Hiếu Rừng Xanh, và anh ấy là một chuyên gia về rắn, và tôi đã xem rất là nhiều video của anh ấy về rắn, và anh ấy có thể khiến cho mình say mê rắn, cái vẻ đẹp của những con rắn đấy. Và dần khi mình hiểu hơn về đời sống của chúng, hiểu hơn về những loài đấy, thì mình dần dần mình bớt sợ hơn, và mình cũng học cách là mình bảo vệ chính bản thân mình để làm sao mình có thể chiêm ngưỡng chúng mà không bị chúng gây hại cho mình. Thì tóm lại là khi mà mình làm quen với một cái thế giới gì đấy thì cái thế giới đấy sẽ đánh mất đi cái sự xa lạ và nguy hiểm. Thế còn về cái sự chia cắt giữa thiên nhiên và văn hóa, nature và culture, thì đây là một cái chủ đề rất là lớn của triết học, và trong vòng 5 phút thôi chúng ta sẽ không giải quyết được. Tôi cũng không phải là cái người cho rằng là thiên nhiên cần phải để nguyên như thế và con người cần phải sống như con người cách đây 150.000 năm ở trong hang và chỉ có mấy cái sợi lá, mấy cái lá gì đấy che quanh người. Tôi không nói như thế. Và cũng có những cái sản phẩm của con người liên quan đến thiên nhiên mà nó là những kiệt tác của nghệ thuật. Ví dụ như là những cái vườn của Nhật Bản, những cái cây bonsai của Nhật Bản, những cái sự sắp xếp của đá ở Nhật Bản, vân vân. Đấy là những kiệt tác nghệ thuật, và đấy là có cái bàn tay và khối óc của con người để khiến thiên nhiên trở thành những sản phẩm nghệ thuật của con người như thế. Cho nên cái ranh giới của việc là chúng ta cần phải tác động đến thiên nhiên đến đâu thì nó khá là khó để nói một cách chung chung như thế. Nhưng mà cái mà tôi có thể nói được rằng là chúng ta cần phải ý thức được là nếu như cái hành vi của mình nó gây hại cho thiên nhiên theo cái nghĩa là nó phá hủy cái integrity, gọi là cái sự toàn vẹn của thiên nhiên, của cái hệ thống đấy, nó phá hủy cái hệ sinh thái đấy, nó khiến cho loài này hoặc loài kia bị tuyệt chủng chẳng hạn, thì chúng ta cần phải rất là thận trọng. Chúng ta đến thiên nhiên được nhiều hay ít, chúng ta chạm vào nhiều hay ít, chúng ta phải luôn đặt ra cái câu hỏi là cái tác động của chúng ta nó có khiến cho cái sự toàn vẹn đấy bị phá hủy hay không, khiến cho cái sự phức tạp đấy nó bị đánh bật ra khỏi cái trạng thái balance, cái gọi là cái sự cân bằng của nó hay không. Bởi nếu như nó có thì chúng ta cần phải rất là lưu ý. Chứ còn chúng ta không thể sống mà không tác động gì vào với thiên nhiên cả. Thế còn chuyện bạn bảo là thôi cứ sống đi, rồi sau này mấy triệu năm sau thì thiên nhiên sẽ thắng con người thôi, thì ok, cũng đấy cũng là một cách sống. Mà tôi nghĩ rằng chúng ta là những cá thể có suy nghĩ về đạo đức, đúng không? Và chúng ta có những cái trách nhiệm về xã hội. Và những cái trách nhiệm của xã hội chúng ta là làm sao để chúng ta bảo vệ những cái điều tốt đẹp cho con cháu của chúng ta. Chúng ta không thể bảo là ơi chúng mày cứ sống đi, rồi chúng mày chết vào 1 triệu năm nữa thì thiên nhiên cũng sẽ thắng hết thôi, đúng không? Tôi nghĩ là chúng ta cần phải có cái trách nhiệm với những thế hệ tiếp theo, và trách nhiệm đó là chúng ta bảo toàn được cái sự rực rỡ và cái sự phong phú của động thực vật cho những thế hệ đấy. Mình rất là thích những cái chia sẻ của các bạn. Và nó cho thấy là từ một cái điểm bắt đầu rất là nhỏ, là chúng ta thấy cái gì đẹp hay xấu mà chúng ta đang kết nối nó với rất nhiều những cái chủ đề khác nhau, và có thể ngồi đây nói cả ngày với nhau sẽ không hết chuyện. Nhưng mà để mà có lẽ là kết nối một số những cái chia sẻ lại và chia sẻ từ cái góc nhìn của mình, thì mình nghĩ là cái thứ nhất về việc là có một số bạn cũng nhắc đến, đấy là cái việc mình đặt con người ở đâu trong mối quan hệ với thiên nhiên. Nếu như mà mình cho mình cái quyền là tôi định nghĩa thiên nhiên và tôi sẽ làm mọi thứ theo cái định nghĩa đấy của mình có đang hơi tự đắc quá không? Và khi nào là cái khi mình nên khiêm nhường lại một chút. Và cũng đồng thời với nó thì loài người là một cái loài mà, hay nói loài người thì nghe hơi to tát, nhưng mà chúng ta trong cuộc sống thì có rất nhiều người tìm kiếm một cái gọi là mục đích sống. cái lẽ sống. Và một khi chúng ta có lẽ sống thì chúng ta sẽ cấu tạo toàn bộ cái cuộc sống của mình quanh cái đó. Thì mình không biết với người khác như thế nào, nhưng mà đối với mình cái việc mà sống một cái cuộc sống nó dịu dàng, nhẹ nhàng với tự nhiên, nó là một lẽ sống. Và bởi vì nó là lẽ sống của mình không cần biết là khi mình chết đi có ai làm tiếp những cái công việc này không. Mà bởi vì mình không thể sống khác đi được. Thì đấy là đi từ góc độ rất là cá nhân. Và mình hoàn toàn có thể từ góc độ cá nhân đấy mình đưa ra quyết định là mình sống như thế nào, mình hành động như thế nào. Và nếu như mà chúng ta muốn nói nhiều hơn về phần lý trí, về chuyện là như thế nào là đúng, như thế nào là sai, thì chúng ta sẽ bị lạc khá là nhiều vào cái vòng tranh luận mà nó rất là người, nó rất là đặt con người làm trọng tâm. Và những lúc như thế thì cái mà mình nghĩ chúng ta nên làm lại là tắt bớt cái đầu này đi lại, giống như mình đã nói, và hãy để trái tim của mình nó lớn lên một tí, và hãy làm một cái gì đó đi. Và từ cái mình làm đó mình rút ra những cái thông tin để mình nuôi cái não này. Bởi vì nếu mình cứ lý luận mãi mà mình không ra ngoài kia quan sát tự nhiên, đôi khi cái lý luận của mình nó sẽ đi ngược lại vấn đề. Có một cái câu của một chú tên là Bayo Akomon Lefe, đấy là bây giờ chúng ta đang trong thời đại rất nguy cấp, chúng ta phải chậm lại. It's very urgent, we need to slow down. Nghe nó rất là dị đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì nếu chúng ta cứ nhanh như vậy thì có khi cái tác hại mà chúng ta làm, bởi vì chúng ta cố gắng giải quyết một vấn đề gì đấy, nó còn nhiều hơn là ngồi im đấy và không làm gì cả. Và nếu như mà bạn quan tâm đến cái khía cạnh này thì mình cũng mời bạn tìm hiểu thêm về nông nghiệp sinh thái. Bởi vì trong nông nghiệp sinh thái chúng ta cũng nói đến việc là tự nhiên có khả năng tự phục hồi, đúng. Nhưng liệu con người có thể đóng một cái vai trò tích cực trong cái sự phục hồi đấy của tự nhiên hay không, bằng cái việc là chúng ta hiểu tự nhiên hơn. Và chúng ta hiểu cái vòng đời của tự nhiên, những cái yếu tố trong tự nhiên tương tác như thế nào, thì chúng ta có thể đưa ra những cái hành động mà đẩy nhanh cái quá trình phục hồi của tự nhiên. Và một lần nữa là bởi vì chúng ta chọn làm như thế, không có ai bắt chúng ta làm như vậy cả. Cảm ơn Thảo và anh Giang. Bình thì vẫn muốn quay lại Hà Nội. Các bạn, chúng ta đang ở trong một không gian là về lễ hội sáng tạo Hà Nội đúng không? Và thiên nhiên thì nó có sáng tạo không? Bình nghĩ thiên nhiên cực kỳ sáng tạo đúng không ạ? Và chúng ta học hỏi từ thiên nhiên rất là nhiều, về công nghệ đúng không? Về lối sống, về sản phẩm, rồi rất nhiều thứ. Thiên nhiên là một cái sự đa dạng phong phú và nó tạo ra rất nhiều thứ mà con người có thể học từ điều ấy. Tuy nhiên cái mà Bình muốn nói rằng là chúng ta đang sống ở trong một cuộc sống đô thị. Chúng ta bị tắc đường rất là nhiều, chúng ta nghe tiếng còi xe rất là nhiều đúng không ạ? Chúng ta âm thanh của ô thị karaoke rất là nhiều và chúng ta đau đầu rất là nhiều. Thế thì có một cái nghiên cứu mà mình muốn chia sẻ với mọi người rằng là có một cái nghiên cứu bên Stanford, bên Mỹ. Thì người ta có một cái thí nghiệm rất là thú vị là người ta cho hai nhóm người, một nhóm là đi bộ trong một cái đường không gian có cây, có thiên nhiên. Và một nhóm là đi bộ trong một không gian là có rừng bê tông, có nghĩa là không có cây. Và sau đấy trong 50 phút nhá, nghĩa là mọi người hòa trong 50 phút thôi. Và sau đấy thì người ta đo tất cả những cái chỉ số về sức khỏe tâm trí, về khả năng tư duy, cái connective ability, cái khả năng tư duy ấy, thì thấy rằng cái nhóm mà đi bộ 50 phút trong cái khu rừng, cái đường có cây thôi, nó khác hẳn luôn và tốt hơn rất là nhiều so với cả cái nhóm đi trong đường bê tông. Cái đấy mình chỉ muốn quay lại là cái thiên nhiên, cái cây cỏ ấy, nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Và có rất nhiều các cái nghiên cứu đã chứng minh rằng không những là về mặt sức khỏe tâm trí, sức khỏe tâm lý, khả năng tư duy, khả năng phát triển của trẻ, cái tính aggressive của bọn thanh niên ấy, bọn thanh niên sống trong những cái khu neighborhood ấy, những cái khu dân cư mà có cây, có vườn ấy, nó kiểm soát được tâm lý tốt hơn rất là nhiều. Thế điều đó chứng tỏ rằng là thiên nhiên rất cần cho cuộc sống đô thị. Tuy nhiên là chúng ta đang hơi không coi trọng nó. Chúng ta không tính đến nó trong những cái quy hoạch của mình đủ để mà nó tồn tại, phát triển và có ích cho chúng ta. Thì cái đấy là cái mà bên Vì Một Hà Nội Đáng Sống cũng như là các diễn giả đây rất là muốn gửi đến mọi người. Đó là chúng ta hãy nghĩ lại về cái mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên đi. Chúng ta hãy bắt đầu từ những cái hành động rất là nhỏ đi. Trồng một cái cây đúng không ạ? Hãy để cho một cái ngọn cỏ mọc lên một cách bình thường, ví dụ như thế. Hãy ra ngoài kia và nhìn cành lá, cố gắng nghe tiếng chim hót đi đúng không ạ? Để thấy rằng là nó có tồn tại chứ không phải là không. Thì cái đấy là những cái hành vi rất là nhỏ để chúng ta có thể là nghĩ lại cái mối quan hệ của mình với thiên nhiên. Và Bình tin rằng là qua các phần chia sẻ của các bạn ấy, thì các bạn đúng thật sự là những người đang đau đáu, đang suy tư về thiên nhiên và cái mối quan hệ của mình. Có những câu hỏi rất lớn, rất thách thức, nhưng đó là cái lý do đằng sau là mình đang rất là trăn trở, đúng không ạ? Thì Bình cũng biết là anh Giang và Thảo Kim có lời chia sẻ là cuối cùng với các bạn nữa hay không, trước khi chúng ta có thể là kết thúc cái chương trình ngày hôm nay ạ. Chắc chỉ một phút thì ạ. Tôi đồng ý với tất cả những cái gì mà anh Bình nói. Thiên nhiên rất là quan trọng cho chúng ta về sức khỏe vật chất và sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên khi chúng ta nói như vậy thì chúng ta lại có cái nguy cơ là chúng ta muốn bảo vệ thiên nhiên bởi vì nó tốt cho chúng ta. Cho nên cái mà tôi muốn nhấn mạnh là kể khi chúng ta thấy xú vẹt tràm nước không đẹp theo cái thị hiếu của chúng ta, kể cả khi chúng ta thấy là một cái con côn trùng nào đấy cách chúng ta 2000 km nó đang sắp sửa bị tuyệt chủng nhưng mà nó không liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta ở đây, thì chúng ta vẫn cần phải bảo vệ những cái thứ như thế, bởi vì đấy là một phần của tạo hóa, đấy là một phần của thế giới này, và chúng ta cần phải bảo vệ cho những cái thế hệ sau chúng ta. Và chúng ta cần bảo vệ bởi vì chúng ta là những cái cá thể có đạo đức và có suy nghĩ, và chính cái đạo đức và cái suy nghĩ đấy bắt buộc khiến cho chúng ta không chỉ hành xử cho những cái lợi ích về mặt vật chất của chúng ta mà cho thiên nhiên. Thật ra gì không? Mình muốn trả lời bạn Gen Z lúc nãy, và đấy cũng là một cái thông điệp cuối cùng luôn, đấy là mình sẽ không giả vờ là mình hiểu các bạn Gen Z. Và mình rất là biết ơn bạn có cái trăn trở như vậy, bởi vì mình nghĩ là bạn sẽ là người tìm được câu trả lời chứ không phải là hai người ngồi đây không có dùng mạng xã hội nhiều và không biết các bạn Gen Z thích gì, không thích gì. Và đôi khi cái thú vị ở đây là có thể bạn sẽ là một người khởi xướng cho một cái gì đó mới trong thế hệ của bạn. Và tương tự như thế với tất cả mọi người ngồi đây, mọi người đều có các cái bối cảnh khác nhau, các cái mạng lưới xã hội khác nhau. Vì thế nên những gì mà bọn mình chia sẻ có thể sẽ không đáp ứng hoàn toàn, không khớp hoàn toàn về cái bối cảnh mà bạn đang thuộc về. Vì thế nên nếu như bạn cảm thấy mình thực sự quan tâm và mình được tạo cảm hứng một chút từ cái chủ đề này, thì bạn sẽ là người quyết định được là mình làm gì trong cái bối cảnh của mình. Vì cái sự đa dạng của loài người cũng rất là tuyệt vời và không có ai giống ai cả, không có một giải pháp nào dành cho tất cả mọi người cả. Vì thế nên mình chỉ rất hy vọng là cái buổi nói chuyện này tạo cho mọi người được cái mối quan tâm, cái hạt đó, và sau đó chăm cái hạt đó như thế nào thì lại là nhường cái trách nhiệm về với mọi người. Đá bóng. Dạ vâng, một tràng pháo tay dành cho Thảo Kim và anh Đặng Hoàng Giang đã chia sẻ rất là hay và gợi mở cho chúng ta, đúng không? Thì thay mặt cho ban tổ chức rất là cảm ơn mọi người đã dự buổi chiều ngày hôm nay. Bình cũng xin cảm ơn đặc biệt là nhóm kỹ thuật ngồi bên tay phải này, đúng không ạ? Những cái người mà đảm bảo cho cái chương trình của chúng ta được thực hiện trong một không gian này. Và Bình cũng muốn cảm ơn ban tổ chức lớn hơn, đó là toàn ban tổ chức lễ hội, là bên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bên Hội Kiến trúc sư Việt Nam, bên Sở Văn hóa Thể thao và bên tạp chí Kiến trúc, là những cái đơn vị mà tạo ra một cái không gian không những ở trong cái phòng này để chúng ta thảo luận cái chủ đề ngày hôm nay, mà cả những không gian nghệ thuật, văn hóa ở trong nhà máy xe lửa Gia Lâm này nữa, cũng như ở bờ hồ, ở những cái quận thành xung quanh. Và hy vọng là mọi người từ giờ đến ngày 25, 26 tháng 11 là cố gắng đi tham gia nhiều nhất có thể, đúng không ạ? Căn bản một thành phố sáng tạo, một thành phố đáng sống, một thành phố bền vững là có được hay không ấy là do cái sự tham gia và hành động của chúng ta. Xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người một buổi tối chủ nhật vui vẻ.